Chủ tịch sốt ruột đợi vợ xuống ăn cơm, bảo mẫu vội vàng cầm một tờ giấy chạy xuống, bảo rằng vợ anh để lại một tờ giấy ly hôn, người đã không còn ở trong phòng nữa. Chủ tịch không hiểu, bản thân vừa giàu có vừa đẹp trai, tại sao vợ lại muốn ly hôn mà không có lý do gì? Nhưng điều anh không biết là, tối ngày hôm qua, vợ tai nạn xe suýt chút nữa chết, gọi 900 cuộc điện thoại cho anh ấy nhưng không ai nghe. Nếu như hôm nay mình chết vì vụ tai nạn xe này, có phải là đến người dọn xác cho mình cũng không có không? Cô cứ tưởng rằng chồng đang bận công việc, kết quả đến bệnh viện rồi mới phát hiện, người đàn ông gấp gáp đi tới chăm sóc tình đầu vì quay phim mà bị thương, mà không hề để ý đến, người khi nãy xém chút nữa đụng ngã là vợ của mình. Các y tá bàn luận xì xầm, giường bệnh số 16 là Diêu Khả Hân. Vậy sao là một đại minh tinh đó? Cô ấy bị thương nặng không? Chỉ là xước chút da, tầm muộn chút là miệng vết thương lành lại. Nhưng mà bạn trai người ta vội vàng, ngay lập tức chạy qua đó, hệ thống VIP toàn y tá bao quanh. Bạn trai, ảnh diễm đau quá đi, anh thổi giúp em đi, nếu không đau quá em không bôi thuốc nữa đâu. Nhìn thấy người đàn ông trong phòng bệnh chăm sóc ân cần cho tình đầu, hai người đã kết hôn 3 năm, nhưng bản thân chưa từng có được những điều đó. Tim của cô gái như chịu nỗi đau bị rất nhiều kim đâm vào. Cô ấy vẫn nuôi hy vọng mà gọi cho chồng mình một cuộc điện thoại. Sao thế? Anh ở đâu? Công ty. Sản nghiệp Cố Thị từ khi nào liên quan đến bệnh viện vậy? Em theo dõi anh sao? Em làm gì có bản lĩnh đó? À, chỉ là nhìn thấy ở tin tức, có một người trông rất giống anh, thì hỏi vậy thôi. Vô vị. Đúng vậy, rõ ràng cái gì cũng nhìn thấy, vẫn còn gọi một cuộc điện thoại đến để hạ nhục chính mình. Thấy người chồng không đáng tin, cô gái chỉ có thể gọi bạn thân đến ký giúp cô ấy. Tên đàn ông chó chết, vợ bị tai nạn xe, kiếm nhiều tiền để tự mua quan tài cho mình hay gì? Có lẽ là để mua quan tài cho tớ đấy. Cậu vẫn có tâm trạng đùa nữa à? Cái người sau cậu đều đã chết rồi. Đúng thế, xém chút thì chết rồi. Có lẽ là khi chết thì có thể kết thúc cuộc hôn nhân hài hước này. Lúc này người chồng chủ tịch về nhà vẫn chưa biết xảy ra việc gì, không thể kiên nhẫn đợi vợ xuống ăn cơm, bảo mẫu liền vội vàng hấp tấp lấy ra một tờ giấy ly hôn. Có việc gì sao? Em có ý gì chứ? Ý trên mặt chữ ấy, anh mau chóng ký tên đi, chúng ta ly hôn, sau này tang lễ hay cưới xin hai bên chúng ta không liên quan gì nữa. Anh hỏi em nguyên nhân em ly hôn với anh là gì? Thực ra em đã muốn nói sớm rồi, có thời gian anh đi tìm phòng khám nam mà kiểm tra, tránh để sau này kết hôn hôn nhân bất hòa vẫn phải ly hôn. Cậu thật sự muốn ly hôn với cô ảnh diễm sao? Diêu Khả Hân quay về rồi, cô ấy mang thai rồi. Sao người phụ nữ này lại không biết xấu hổ vậy chứ? Đàn ông trên thế giới chết hết rồi sao mà cứ phải lảng vảng bên cô ảnh diễm cái người đã có vợ chứ? Ai bảo họ là tình đầu chứ? Nhưng mà cố phu nhân không xem nổi cách diễn của cô ấy, không cho cô ấy vào cửa. Vậy nên cố ảnh diễm vì quá tức nên mới ở bên tớ. Người mà anh ấy vẫn luôn thích chỉ có Diêu Khả Hân. Tiếc là tớ không tự lượng sức mình mà yêu anh ấy. Tớ tưởng rằng có thể hâm nóng được trái tim đã nguội lạnh của anh ấy. 3 năm rồi, cũng nên tỉnh táo lại. 3 năm nay cậu đối xử với anh ta tốt như vậy, cái tên đầu gỗ cố ảnh diễm đấy, anh ta không có dây thần kinh tình cảm sao? Không sao, dù gì tớ bây giờ cũng không nghĩ đến mấy thứ này. Tớ bây giờ chỉ muốn ly hôn. Vậy tiền chữa bệnh của mẹ cậu thì sao? Tiền mà cậu kiếm được những năm nay đều vứt hết cho bệnh viện rồi. Sau khi ly hôn, có gánh nổi kinh tế không? Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi, sẽ có cách. Dù gì rời xa cố ảnh diễm, tớ nhất định sẽ sống tốt hơn. Alo, ai vậy? Alo, bà chủ, ông chủ có việc tìm bà. Có việc gì? À, cái áo sơ mi màu xanh của ông chủ, bà để đâu vậy? Phía đông của phòng thay đồ trên tầng 2, tủ phía bên trái ngăn số 2. À, tôi tìm vài vòng rồi vẫn không tìm thấy. Không thể nào, là tự tay tôi giặt rồi để vào đó mà. Có phải là cố ảnh diễm anh ta tự lấy cái sơ mi đấy đi đâu rồi không? Ông chủ nói không có động vào. Hay là bà quay về tìm đi, tìm không được thì tìm kỹ lại, tìm từng ngăn tủ một, nếu không tìm thấy thì thay cái khác. Đúng là bị bệnh, vừa mới sáng ra bảo mẫu đã gọi điện đến cho tớ, chỉ là bởi vì cái áo rách đó. Ông chủ, bà chủ cúp máy rồi. Ông có còn cần tìm cái sơ mi màu xanh đó nữa không? Như vậy đi, bà gọi thêm một cuộc nữa qua đó. Bà hỏi cô ấy cái sơ mi này đeo cà vạt màu gì? Cậu bình thường không phải vẫn đeo cái cà vạt màu xanh đậm đó sao? Tôi gọi đây. Vẫn còn có việc gì? Bà chủ tìm thấy áo rồi. Ông chủ hỏi bà nên đeo với cà vạt nào? Bình thường vẫn là bà chọn cho ông chủ. Tôi cũng không rõ mấy cái này,
sợ làm không tốt lại chọc ông chủ tức giận. Bà đưa điện thoại cho Cố Ảnh Diễm đi. À, ông chủ vẫn chưa dậy. Vậy thì gọi anh ta dậy. Có việc gì? Mấy ngày nay tôi để quần áo của anh ở đâu, tôi sẽ liệt kê ra một cái đơn chi tiết gửi cho anh. Phiền anh sau này đừng có vì mấy cái chuyện vô vị này gọi điện đến cho tôi nữa. Vô vị tôi vô vị hay em vô vị chứ? Tôi thấy bình thường em mới là người vô vị đó. Đến tôi mặc phong cách nào, quần trong ra sao, em cũng quản. Tôi thấy đời em chỉ có theo đuổi mấy thứ như vậy. Tôi chỉ có theo đuổi mấy thứ như vậy. Vậy nên sau này tôi không quản anh nữa. Anh mau ký cái đơn ly hôn đi. Chúng ta đều vui vẻ. Em làm loạn đủ chưa hả? Tôi có tư cách làm loạn sao? Được, em đừng hối hận. Tôi cứ tưởng rằng đó là sự ân cần và hy sinh. Nhưng trong mắt anh ta thì ra đó chỉ là trò cười. Một cô gái chỉ biết ăn mặc dùng ở, có thêm chút tâm tư, chẳng có thể làm được trò trống gì. Đến bản thân mình còn tự thấy mình kém cỏi hèn mọn. Yên tâm đi Cố Ảnh Diễm, tôi sau này nhất định sẽ không như vậy nữa. Ông chủ ông có muốn mặc cái sơ mi xanh đó nữa không? Mặc cứ phối theo cách của cô ấy. Nhìn túi sách và giày trong tủ đồ của vợ vẫn chưa dọn đi, người đàn ông vẫn tự tin rằng vợ chỉ đang tức giận mà thôi, không phải thực sự muốn ly hôn. Nhưng mà anh ấy không biết rằng giọt nước khi quá đầy cũng có ngày tràn ly. Có chuyện gì? Ảnh Diễm, nữ chủ của bộ phim Lung Linh Truyền của Hoa Vân Entertainment, trước kia anh nói sẽ giúp em. Yên tâm đi, anh đã chào hỏi người ta rồi, cứ trực tiếp đến đó là được. Anh không đi cùng em sao? Cơ thể em vẫn chưa khỏe hẳn, nếu không có ai bên em sợ xảy ra chuyện. Em đi trước đi, anh đang trên đường, lập tức qua ngay. Sức khỏe của dì thế nào rồi? Không ổn sao? Bác sĩ nói phải mau chóng làm phẫu thuật. Nhưng mà phí phẫu thuật. Tiếu Tiếu, cậu nói xem nếu tớ đến thử vai nữ chính của Lung Linh Truyền thì có được không? Cậu cuối cùng cũng quyết định từ sau hậu trường đứng lên sàn diễn rồi sao? Cậu nên làm như vậy sớm một chút, làm biên kịch sao có thể kiếm nhiều tiền bằng diễn viên chứ? Điều kiện của cậu tốt như vậy, không làm diễn viên thì phí. Nhưng lúc đó Cố gia không thích tớ làm nghề này. Sau khi tớ từ chức, tớ toàn là ở nhà làm vợ không. Đến việc tớ viết kịch bản kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, cũng phải giấu Cố Ảnh Diễm. Cậu không biết đâu, 3 năm nay tớ đều không đối mặt với máy quay. Không biết còn diễn được không? Cậu đương nhiên làm được rồi. Cậu đứng đầu khoa biểu diễn cơ mà. Trông xinh như thế này, diễn xuất lại tốt. Môn chuyên ngành năm nào cũng đứng đầu, và lại bây giờ còn là đại thần biên kịch, sớm muộn cũng thành sao? Còn có ai có thể hiểu về nhân vật hơn cậu chứ? Chỉ có điều. Có điều gì chứ? Nghe nói Diêu Khả Hân cũng đến thử vai diễn này. Cô ấy bây giờ đang hot. Liệu rằng, không sao, tớ thử trước đã. Có chút khó khăn này đã không khắc phục được, vậy thì tớ không bằng quay về tiếp tục làm cái đuôi vàng của Cố gia và Cố Ảnh Diễm còn hơn. Con đường rời xa Cố gia còn khó hơn việc này gấp 100 lần. Tớ tin cậu. Nè, nghe nói mà tổng của công ty giải trí Hoàn Vũ vừa mới từ nước ngoài về, đã tiếp nhận bộ phim này, vừa đẹp trai nhiều tiền lại còn độc thân. Cậu nếu như đã sắp ly hôn rồi, cậu không nên thử nhiều khả năng hơn sao? Tớ bây giờ thật sự không có tâm tư nghĩ đến mấy cái đó. Kiều Nhược Tinh, cô không phải đến thử vai đó chứ? Chạy khỏi cái vỏ rồng ra ngoài, cô đi nhầm rồi. Tôi đến đây là để thử vai nữ chính. Cô á, cô biết đây là phim của ai không? Phim của Nhật Mộ Phồn Tinh biên tập đó. Trong giới có biết bao nhiêu người tốn mồ hôi công sức cạnh tranh. Vì muốn diễn phim của anh ấy, cô còn muốn diễn nữ chính. Cô xứng sao? Xứng hay không cô nói cũng như gió bay thôi. Phải thử mới biết được. Vả lại, một người không biết tí diễn xuất nào như cô mà xứng sao? À tôi quên mất, cô có một cái mặt dày. Mắng ai vậy chứ? Đại minh tinh Diêu tức giận như vậy, không sợ tự hủy hình tượng ngọc nữ của mình ở bên ngoài sao? Nghe nói 3 năm nay cô ở Cố gia giống như người ở vậy, không được đi diễn. Cô có biết diễn không? Đừng có ra ngoài làm mất mặt người khác. Kiều Nhược Tinh, tôi khuyên cô từ bỏ hy vọng này đi. Nữ chính của Lung Linh Truyền và vị trí Cố phu nhân đều sẽ thuộc về tôi. Nếu cô biết điều thì mau cút khỏi vai diễn này, chúng ta cạnh tranh công bằng. Còn về vị trí Cố phu nhân, rác mà tôi thải ra cô đều muốn nhặt vội. Sao nào đại minh tinh Diêu hóa ra trước khi xuất đạo cũng đi nhặt rác. Cô chỉ cần Ảnh Diễm ở đây, vai diễn này nhất định là của tôi. Dựa vào bà nội trợ ở nhà như cô còn muốn cạnh tranh với tôi, nằm mơ đi. Mạc tổng, cô chính là người mà Nhật Mộ Phồn Tinh đề cử sao? Ừm, cô là vợ của Ảnh Diễm.
Sắp không phải nữa rồi, Mạc Tổng Anh biết tôi sao? Tôi với ảnh Diễm là bạn, 3 năm trước lúc hai người kết hôn tôi có tham gia. Sao vậy Khả Hân? Em đừng gấp, anh lập tức đến ngay, em đợi anh chút nhé. Vợ ơi, anh có chút việc gấp cần xử lý. Chuyện gì vậy chứ? Thật ngại quá, lúc đó hỗn loạn quá, tôi... Tạm thời đừng nói cái này nữa. Cô tốt nghiệp xong đã kết hôn, không có kinh nghiệm diễn xuất, sao tự dưng lại muốn diễn? Tôi cần tiền. Tiền? Ảnh Diễm không cho cô tiền sao? Trong ấn tượng của tôi, cậu ấy không phải người keo kiệt như vậy, không liên quan gì đến anh ấy. Tôi cần một công việc, chứng minh năng lực của bản thân, hy vọng Mạc Tổng cho tôi cơ hội này. Khẩu khí đúng là không nhỏ. Cô làm nội trợ 3 năm, còn có thể diễn được phim không? Bỏ đi, cô thử xem sao. Thần thiếp vẫn nhớ, lúc vừa vào cung, người có cả 100 bông hoa trong cung như bệ hạ. Nói là hoa nở hoa tàn là có thời gian. Bảo thần thiếp làm một bông hoa không bao giờ tàn. Lúc đó mù quáng, tin rằng câu nói đó là thật. Đế vương vô tình, người hữu tình. Chỉ là đáng tiếc, Lung Linh vừa vào cung đã chết rồi. Bệ hạ nếu thật sự nhớ cô ấy, thì đến Hoàng Tuyền bên cạnh cô ấy đi. Không ngờ rằng, Kiều tiểu thư, không ngờ rằng cô xuất chúng như vậy. Thật không hổ là người mà Nhật Mộ Phồn Tinh đề cử, diễn tốt hơn nhiều so với cái cô Diêu Khả Hân đó. Chỉ là đáng tiếc, vậy tôi có thể diễn nhân vật này không? Như này đi, cô ra ngoài đợi một chút, kết quả sau đó tôi sẽ thông báo với cô sau. Được, anh vất vả rồi. Cố ảnh Diễm, không đề cử vợ mình, mà lại đề cử Diêu Khả Hân. Thú vị đấy. Nếu như mình cho Kiều Nhược Tinh diễn vai này, cậu sẽ thế nào chứ? Sao em lại ở đây chứ? Anh đến được sao tôi không đến được chứ? Tôi biết rồi. Em lại chơi trò theo dõi tôi phải không? Nếu như em muốn biết lịch trình của tôi, em gọi điện cho tôi là được mà. Hà cớ gì phải làm vậy? Cố ảnh Diễm, tôi thấy não anh đúng là có vấn đề. Rõ ràng là tôi đến phim trường trước, nếu mà có theo dõi thì là anh theo dõi tôi đó. Được, vậy em nói cho tôi biết, sao em lại ở đây? Cảnh Diễm cô ta đến thử vai. Thử vai? Không phải anh đã nói em ở nhà làm nội trợ rồi sao? Em còn đến đây thử vai làm gì? Đừng ở đây làm chướng mắt mất mặt tôi nữa, đi về. Phiền anh làm rõ cho tôi, hai người chúng ta đã sắp ly hôn rồi. Anh không quản nổi tôi không có tư cách quản em thì ai có chứ? Em còn diễn phim, tôi thấy em rất hợp diễn phim trước mặt tôi đó. Nói đi, lần này lại muốn làm gì? Quần áo, túi xách, giày hay là trang sức? Lần này làm lớn chuyện như vậy, vừa ly hôn vừa rời khỏi nhà. Để tôi xem, em còn có ham muốn gì lớn nữa? Nói đi, muốn cái gì? Anh nghĩ về tôi như vậy sao? Được, vậy thì phiền Cố Tổng quay về, mau chóng ký lên cái đơn ly hôn. Như vậy sau này tôi không cần phải diễn phim trước mặt anh nữa. Không phải, em có thể đừng suốt ngày mang chuyện ly hôn ra được không? Về nhà với tôi. Không đi, tôi còn phải đợi kết quả thử vai nữa. Không cần đợi, kết quả thử vai đã có rồi, chính là cô ấy. Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà cho cô ta? Tôi nói là ai thì chính là người đó. Anh dựa vào đâu? Người ta có kinh nghiệm và lai lịch hơn em. Em lấy gì mà cạnh tranh với người ta chứ? Đúng đó, ảnh Diễm cũng vì sự phát triển của tôi mới đặc biệt mời đại thần Nhật Mộ Phồn Tinh. Ảnh Diễm nói đúng, cô chỉ nên ở nhà, đừng ra ngoài làm mất mặt Cố gia. Chẳng trách sao mà Diêu Khả Hân cô ta nhiều tài nguyên như thế. Hóa ra là sau lưng có Cố Tổng. Cố Tổng nếu như đã mở lời, vậy thì nữ chính chỉ có thể thuộc về Diêu Khả Hân rồi. Tuy rằng tôi thấy, tiểu thư Kiều này, thử vai diễn cũng khá tốt. Diễn xuất tốt thì có tác dụng gì? Cũng chẳng có lai lịch và chống lưng, sao có thể được diễn nữ chính chứ? Cố ảnh Diễm, anh rốt cuộc muốn làm gì? Đạo diễn đã quyết định rồi, em không thay đổi được đâu, chỉ có thể là cô ấy. Ảnh Diễm, sao cậu lại tới đây? Sao vợ cậu lại là người mà Nhật Mộ Phồn Tinh cử đến vậy? Tớ còn tưởng rằng là cậu đề cử cơ. Nhật Mộ Phồn Tinh? Không phải em có quan hệ gì với Nhật Mộ Phồn Tinh chứ? Liên quan gì tới anh? Mạc Tổng, bây giờ có thể công bố kết quả được chưa? Tôi không quan tâm kết quả hôm nay thế nào. Nó đã là một ấn định rồi, tôi đã chọn được người rồi.
Được rồi, cậu công bố đi. Được. Vậy tôi công bố kết quả chọn vai nhé. Chúng tôi quyết định vai diễn này giao cho Diêu Khả Hân tiểu thư. Vất vả em chạy đến đây một phen rồi. Chúc mừng cô Kiều Nhược Tinh tiểu thư. Cảm ơn. Mạc Tổng thế mà lại không nể mặt Cố Tổng. Dù gì, đó là kịch bản của Nhật Mộ Phồn Tinh cơ mà. Nhật Mộ Phồn Tinh phân công. Cô ấy là vai chính, sao có thể chọn sai được chứ? Tôi thấy Kiều tiểu thư diễn xuất tốt hơn Diêu Khả Hân. Đúng thế, Diêu Khả Hân sao có thể thua một người vừa mới vào ngành được chứ? Đúng thật là quá nực cười. Đúng thế, cô câm miệng, chuyện này ai dám nói ra ngoài. Tôi trực tiếp phong sát người đó. Ảnh Diễm, hôm nay tất cả đều dựa vào thực lực của em mà từng bước đi được đến ngày hôm nay. Anh biết mà, không thể vì là Kiều tiểu thư quen biết Nhật Mộ Phồn Tinh mà cướp đi vai diễn của em chứ. Nghe nói Nhật Mộ Phồn Tinh là một tên sắc lang. Kiều tiểu thư không phải Kiều Nhược Tinh. Tôi không quan tâm em ở cạnh cái gì mà Nhật Mộ Phồn Tinh. Em phải giải thích rõ ràng cho tôi trước. Em với hắn ta rốt cuộc là quan hệ gì? Cố Ảnh Diễm, tôi phiền anh biết thế nào là tôn trọng. Mạc Tổng cảm ơn anh. Không cần cảm ơn, những thứ này đều là thứ cô nên có. Cái gì mà nên có? Cậu không cần phải nể mặt tôi mà giao vai diễn này cho người phụ nữ không biết trời cao đất dày này. 3 năm nay, cô ấy ngoài giặt đồ nấu cơm, dọn nhà rửa bát ra, thì chẳng có yêu thế nào. Cố Ảnh Diễm, ý anh là sao chứ? Ý trên mặt chữ, tôi chính là cảm thấy em vốn dĩ không xứng với vai diễn này. Em diễn phim gì chứ? Nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết. Tôi lấy thân phận là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim này tuyên bố, nữ chính của bộ phim này chính là do cô ấy đảm nhận. Nếu đã như vậy thì Kiều tiểu thư, xin lỗi. Xem ra Cố Ảnh Diễm không hiểu vợ của mình một chút nào hết. Quả nhiên, Cố Tổng vẫn là giữ vai nữ chính cho Diêu Khả Hân. Không còn cách nào, ai bảo Diêu Khả Hân đang hot chứ. Huống hồ người ta lôi kéo được Cố Tổng. Cố Tổng là ai chứ? Cố thị muốn một nhân vật nào đó, không phải việc trong chớp mắt sao? Đúng là Kiều Nhược Tinh không tự lượng sức mình, dám tranh giành với Diêu Khả Hân. Cố Ảnh Diễm, anh đừng có quá đáng như thế. Vai diễn này rõ ràng là tôi dựa vào thực lực của mình mà lấy được. Anh dựa vào đâu mà đưa cho cô ta chứ? Dựa vào việc tôi là Cố Ảnh Diễm. Tôi không cần biết em dựa vào Nhật Mộ Phồn Tinh hay ngọn núi lớn nào. Tôi nói là ai thì chính là người ấy. Em đừng tưởng rằng em ở một bên viết kịch bản thì có thể nắm chắc vai diễn. Tầm mắt của em cũng chỉ đến thế. Phải, tôi đúng là không có tầm mắt. Tôi không có tầm mắt mới gả cho anh. Cô rốt cuộc muốn làm gì? Đến tiễn cô. Sợ cô nghĩ không thông mà đi tự sát, rồi để lên hot search thì suối quẩy lắm. Cô nghĩ nhiều rồi, tôi không tội gì phải tức giận hai con chó điên. Kiều Nhược Tinh, tôi cảnh cáo cô, ăn nói cho cẩn thận. Cô cũng biết đó, tôi muốn gì Ảnh Diễm cũng cho tôi. Với anh ấy mà nói, cô còn chẳng bằng một cọng tóc của tôi. Nếu anh ta có hứng thú với cô như vậy, sao không rước cô vào nhà chứ? À, là do lão phu nhân Cố gia xem thường cái thân phận diễn phim của cô, sợ làm bẩn mặt Cố gia. Nếu như anh ta thật sự quan tâm cô, thì sao không bảo cô rời giới giải trí, về làm bà Cố chứ? Mà lại muốn cô ngày càng thăng tiến, cô hiểu cái gì chứ? Ảnh Diễm, anh ấy tôn trọng sự nghiệp của tôi. Với anh ấy mà nói, cô chẳng qua cũng chỉ như người giúp việc mà thôi. Mà bây giờ tôi mang thai đứa con của anh ấy, cô còn cứ giữ mãi cái vị trí Cố phu nhân không buông. Đúng là mặt dày vô liêm sỉ. Tôi mặt dày vô liêm sỉ, cô làm tiểu tam, còn ép phải ly hôn. Cô nói xem, nếu như mấy lời vừa rồi của cô đăng lên mạng, thì cô sẽ diễn phim thế nào đây? Tôi sợ cô chắc. Nếu như cô dám động vào tôi, Ảnh Diễm, anh ấy tuyệt đối không tha cho cô. Nếu cô không tin, thì cứ thử xem. Thử cái gì? Cẩn thận không sao chứ? Không sao ạ. Có lẽ là Kiều tiểu thư hiểu nhầm rồi. Cô ấy không cố ý đâu. Anh đừng trách cô ấy. Em không bị thương chứ? Không phải tôi nói rồi sao, Kiều Nhược Tinh, không phải chỉ là một vai diễn thôi sao? Em vậy mà vì nó động tay đánh người. Tôi không hề đẩy cô ta, là khi nãy cô ấy tự làm vậy. Đủ rồi, tôi khi nãy đều đã nhìn rõ mồn một. Em còn dám nói dối tôi? Không phải chứ, Kiều Nhược Tinh, từ khi nào em trở thành lòng dạ hẹp hòi như vậy chứ? Tôi lòng dạ hẹp hòi sao? Hôm nay anh để cô ta cướp vai diễn của tôi, lại còn quay lại trách móc tôi, còn cùng cô ta, sao nào? Tôi lười khi phải nói với anh. Nè, không phải, em nói rõ ràng cho tôi. Nói rõ ràng đúng không? Được. Vậy thì tôi chúc đôi cha nam tiện nữ hai người đầu bạc răng long, đạn tử tuyệt tôn. Gì mà cha nam tiện nữ chứ? Em nói gì với cô ấy vậy? Thì em nói quan hệ hợp tác của chúng ta rất tốt. Là do Kiều tiểu thư hiểu lầm rồi. Anh bỏ tôi ra, anh làm đau tôi. Về nhà, tôi không muốn về, đi về. Chuyện như này, tôi không muốn có lần thứ hai. Chuyện gì chứ? Là chuyện anh cướp vai diễn của tôi, hay là chuyện anh cùng với Diêu Khả Hân? Có phải là em vẫn đang giả ngốc với tôi không? 3 năm nay, có phải tôi không cho em đủ ăn đủ mặc không? Em đi tìm cái biên kịch hạng 3 thử vai. Em có để tôi trong tầm mắt không vậy? Biên kịch hạng 3? Đúng.
Trong mắt của Cố Tổng, tôi chỉ là một phế vật cái gì cũng không biết làm. Ý em là sao chứ? Không có gì. Thứ này là thứ gì vậy chứ chướng mắt? Đây không phải cái túi ngày trước mà tôi thích sao? Ý anh là gì chứ? Cố Tổng, cái túi hai ngày trước mà anh bảo tôi đặt, nếu như phu nhân biết anh chủ động mua cái túi 300 vạn, nhất định sẽ rất vui. Nói thừa là cô ấy tự mình chọn mà. Xem ra lần này phu nhân xem tạp chí, chỉ thuận miệng nói cái túi này đẹp. Trong tối đó anh liền ngay lập tức bảo tôi đặt nó. Cái túi này trong nước không có, phải đặt từ nước ngoài về. Anh đúng là thật sự rất yêu thương phu nhân. Không phải sao hôm nay tôi thấy anh nhiều lời thế nhỉ? Ra ngoài. Không có ý gì. Chỉ là khách tặng tôi cũng không dùng được. Đây là của Lý Tân Phẩm sao? Em rất thích. Cảm ơn anh nhé. Của khách hàng tặng đấy. Thích thì đeo, không thích thì vứt đi là được. Sao anh có được vậy? Có tiền cũng không mua được. Sao anh biết em thích vậy? Cái đó là của khách hàng tặng. Anh không thích nơi đông người. Đến lúc đó tự mình em đi xem. Chú ý an toàn nhé. Em tự đi á. Khách hàng tặng đấy. Đây rõ ràng là bẫy tiêu thụ trong ngày lễ tình nhân. Em tự xem làm thế nào đi. Lại là khách hàng tặng. Những chuyện này đối với Cố Ảnh Diễm mà nói đều là những thứ đồ mà người ta không dùng tặng cho anh ấy. Anh ấy chỉ tiện cho mình mà thôi. Vốn dĩ không có tâm ý nào hết. Từ trước đến giờ anh ấy không quan tâm mình. Chúng ta sắp ly hôn rồi. Tôi không cần cái túi này nữa. Không phải chứ Kiều Nhược Tinh. Em có thôi đi không? Em cứ nhắc đến ly hôn với tôi vậy. Tôi nói cho em biết, quần áo em mặc bây giờ đều là do tôi cung cấp cho. Không có tôi sẽ không có cuộc sống xa hoa như này đâu. Ngay đến sự sống còn của em cũng sẽ có vấn đề. Còn dám nói ly hôn với tôi. Sao? Biết sai rồi à? Em biết sai rồi thì xin lỗi tôi đi. Nhận lỗi đi. Đừng có đi theo qua lại cái Nhật Mộ Phồn Tinh gì đó nữa. Làm phu nhân Cố cho tốt đi. Chuyện của lúc trước tôi không truy cứu nữa. Muốn cái gì thì cứ nói với tôi. Tôi sẽ mua cho em y hệt. Cố Tổng, anh rộng lượng quá nhỉ. Tôi phải khóc lóc thảm thiết cảm ơn anh đúng không? Tôi nói cho em biết nhé. Đừng có giở cái tính kỳ quái đó ở đây với tôi. Tôi cho em thêm cơ hội lần này. Cố Tổng, anh hào phóng quá nhỉ. Nhưng mà tiếc là tôi không thể tận hưởng cái phúc này. Anh dành cho Diêu Khả Hân đi. Không phải chứ Kiều Nhược Tinh. Tôi hết lần này đến lần khác tha thứ cho em. Em lại cứ được nước lấn tới với tôi có phải không? Được nước lấn tới. Đúng vậy. Tôi được nước lấn tới đấy. Vậy bằng không chúng ta cược với nhau đi. Xem tôi sau khi ly hôn, không có anh tôi sẽ sống thế nào. Tôi có thể sống tiếp được không nhé? Được, tôi sẽ cược với em ván này. Tôi sẽ xem em sau khi rời xa tôi em sẽ chết như thế nào. Dừng xe bên đường đi. Cố Tổng, ở đây cách chỗ chúng ta đến phải còn 30 cây nữa. Gần đây không có xe, hơn nữa còn đang mưa nữa. Rất nguy hiểm. Không phải cô ấy muốn xem sau khi rời xa tôi sẽ sống như thế nào sao? Hôm nay tôi sẽ cho cô ấy biết. Sao nào, chút đường như này cô ta cũng không đi nổi hay sao? Dựa vào cái gì mà quan tâm cô ta chứ? Ngày mai lúc nào làm thủ tục ly hôn? 3 giờ chiều. Được, ngày mai 3 giờ chiều. Không gặp không về. Cô ấy đi thật sao? Đi. Bỏ đi, mình còn hy vọng gì đối với Cố Ảnh Diễm nữa chứ? Sao anh lại đến đây? Sao lại là anh? Làm phiền anh rồi. Không sao đâu. Đúng rồi, Ảnh Diễm đâu? Không phải anh ấy đi cùng cô đến sao? Đừng nhắc tới anh ta nữa. Đúng rồi, Mạc Tổng. Làm phiền anh đưa tôi đến bệnh viện được không? Được. Lần này tôi đến là có chuyện muốn nói với cô. Cô là người Nhật Mộ Phồn Tinh giới thiệu đề cử qua. Tôi cũng thấy qua năng lực làm việc của cô rồi.
Bên cạnh tôi cũng đang thiếu một trợ lý. Thời gian thoải mái, cô cũng có cơ hội đi phỏng vấn của đoàn phim khác, trợ lý riêng. Không phải vội vàng đâu, cô có thể suy nghĩ cho kỹ. Được, cảm ơn anh. Không cần cảm ơn đâu. Đúng rồi. Chuyện này là chuyện riêng giữa hai chúng ta, đừng nói cho ảnh Diễm biết. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh. Hôm nay cảm ơn anh nhiều nhé. Tôi đi nói chuyện bệnh tình của mẹ với bác sĩ trước đã. Cô cứ đi đi. Tiểu thư Kiều, mạo muội hỏi cô một chút, mẹ của cô. Bà ấy tai nạn xe, bây giờ là người thực vật. Xin lỗi cô. Sao lại trùng hợp như vậy? Không sao đâu, kiên trì lúc nữa là tới rồi. Bảy năm trước nếu không phải là cố ảnh Diễm thấy chết không cứu, ba người nhà mình đã được sống hạnh phúc rồi, nhất định tôi sẽ không tha cho anh. Bác sĩ, anh là nói mẹ của tôi bắt buộc phải lập phẫu thuật ngay sao? Đúng vậy, bệnh nhân đã hôn mê 7 năm rồi, sức khỏe càng ngày càng yếu, bây giờ bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ dừng tim. Được, tôi sẽ cố gắng đi gom đủ tiền phẫu thuật, cảm ơn bác sĩ. Cố ảnh Diễm đồ khốn nạn. Anh đến Nam Khoa khám bệnh đi. Tôi nghe đây. Có rảnh không? Có. Anh đến đón em. Đi đâu? Đăng ký kết hôn. Được. Hai người cười tươi lên nào. Nào, cố ảnh Diễm, anh có biết không, em thật sự rất thích anh. Bây giờ em luôn cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy. Hóa ra là ác mộng. May mà tất cả đã sắp kết thúc rồi. Thời gian hẹn đi ly hôn cũng sắp đến rồi. Thật sự là một sự khởi đầu tùy tiện mà. Nhưng mà, không thể kết thúc tùy tiện như vậy. Mình rời đi một cách vinh quang cũng là vẽ lên một dấu chấm hết cho cuộc tình không từ mà biệt này. Kiều Nhược Tinh, tim của mẹ cô dừng rồi, bắt buộc phải tiến hành phẫu thuật ngay. Cố ảnh Diễm, mẹ tôi, bà ấy, Kiều Nhược Tinh, chơi tôi thú vị lắm sao? Không phải là muốn làm thủ tục ly hôn sao? Cô đâu? Đúng vậy. Cố ảnh Diễm sao có thể là chỗ dựa của mình chứ? Kiều Nhược Tinh. Hôm nay tôi có việc. Kiều Nhược Tinh, cô tưởng rằng tôi rảnh rỗi như cô sao? Người mở miệng suốt ngày muốn ly hôn là cô. Lúc mấu chốt người không muốn ly hôn lại là cô. Rốt cuộc cô muốn làm cái gì? Hôm nay tôi thật sự có việc. Hay là như này đi, anh đổi hôm khác đi. Tôi nhất định sẽ đến. Tôi không có sức để giỡn với cô. Là Kiều Nhược Tinh đúng không? Mẹ của cô vẫn đang trong phòng cấp cứu. Tiền phẫu thuật, bây giờ tôi sẽ đi nộp ngay. Được. Không có đủ tiền, mình có thể đi mượn ai đây? Mấy năm nay ba mình không thèm đến thăm mẹ, không có hy vọng trông chờ vào ông ấy. Rốt cuộc mình nên làm thế nào đây? Mạc Tổng, Tiểu thư Kiều. Lần trước chuyện mà anh nói với tôi, công việc đó tôi đồng ý với anh, nhưng mà anh có thể giúp tôi một chuyện được không? Cô cứ nói đi. Tôi muốn ứng trước tiền lương. Có được không? Tiểu thư Kiều, trong túi của cô có để một tấm thẻ. Trong đó có 500 vạn cô cứ việc dùng. Tiểu thư Kiều, không sao đâu, cô vẫn phải đến chỗ tôi làm việc. Đến lúc đó, cảm ơn anh Mạc Tổng. Bác sĩ, vừa rồi bệnh nhân có cử động mắt. Có phải mẹ tôi sắp tỉnh lại rồi không? Vẫn chưa chắc chắn được, cho nên đây chỉ là chuyện tình cờ. Cử động mắt là một dấu hiệu tốt, phải tiếp tục quan sát thêm. Được, cảm ơn bác sĩ nhé. Mẹ nhất định phải nhanh chóng tỉnh lại nhé.
Có chuyện gì? Ngày mai đến tập đoàn Giang Thịnh. Được. Lần này mình nhất định phải ly hôn. Phu nhân, Cố Tổng vẫn chưa ăn sáng. Nếu như Cố Tổng vẫn chưa ăn sáng thì tâm trạng không được tốt lắm. Thời điểm này mà nói chuyện rất dễ hỏng chuyện. Không phải công ty các anh có nhà ăn hay sao? Cố Tổng anh ấy khá kén ăn. Từ trước đến giờ anh ấy không ăn ở nhà ăn. Thật sự là một tên điên khùng. Không phải ở dưới lầu có nhà hàng cao cấp sao? Anh đi mua cho anh ta đi. Cố Tổng không thích ăn mấy món đó. Bình thường anh ấy thích ăn mấy món bình thường. Đúng rồi, lúc trước mấy món ăn nhanh Cố Tổng rất thích. Anh ta thích ăn. Anh nhớ nhầm đúng không? Lúc trước tôi làm mấy món ăn nhanh cho anh ta đều nói là khó ăn, bỏ đi hết. Như này đi phu nhân, Cố Tổng phải họp một lúc nữa cơ, công ty có nhà bếp riêng, cũng có đồ nấu, hay là cô chuẩn bị một bữa cho Cố Tổng đi. Nhà bếp ở đâu? Ở dưới lầu, tôi dẫn cô đi. Cố Tổng, phu nhân tự mang đồ ăn tới cho anh này, cái gì mà tự mang tới chứ? Rõ ràng là anh bảo tôi mang mà. Em định đứng suốt như thế sao? Cố Tổng, có chuyện gì thì anh có thể gọi điện cho tôi là được mà. Việc gì mà phải bắt tôi đi đến đây chứ? Là như vậy. Buổi sáng hôm nay có một bác sĩ nam khoa sản gọi điện tới cho tôi. Nói cái gì mà thăm khám đấy? Hỏi tôi là có vấn đề gì gây ảnh hưởng đến chuyện vợ chồng không? Thế nên tôi muốn hỏi một chút, là một người đã từng trải nghiệm. Thì Cố phu nhân có vấn đề gì mà phải tự mình đến gặp bác sĩ khoa sản để nói chuyện vậy? Cố Tổng, chúng ta có thể nói chuyện khác được không? Nói chuyện gì đây? Nói chuyện vợ chồng nên giảm tần suất? Hay là nói những trở ngại trong chuyện ấy? Hay là nói về chuyện ra sớm? Nhưng mà anh muốn hỏi em, anh tệ đến mức khiến em phải đi tìm một chuyên gia về lĩnh vực này giúp anh sao? Cố Tổng, dù sao chúng ta cũng ly hôn rồi, việc gì anh phải nghĩ ngợi chuyện này làm gì? Không được. Anh nhất định phải biết được lý do chúng ta ly hôn là vì gì. Vậy được, chúng ta cùng nghĩ xem lý do là gì nhé. Ví dụ như vợ chồng không hợp, tình cảm vợ chồng rạn nứt này, tính cách không hợp. Anh cứ chọn bừa một cái đi. Chuyện này anh không tin. Nếu như thế thật, em làm sao có thể làm cái này mang đến cho anh được chứ? Đấy là do Lâm Thư bảo em làm thôi. Dừng ở đây đi. Tôi hỏi anh chúng ta khi nào có thể ly hôn. Rõ ràng là tối qua anh đã cho em một cơ hội rồi, nhưng mà em lại không chịu đến. Rốt cuộc là vì sao vậy? Là vì em hôm qua có việc bận. Có việc gì mà bận? Nói thử nghe xem. Thôi đi. Dù sao thì về mặt thời gian chúng ta có thể tự giao ước được. Anh cứ chọn ngày đi, tôi nghe theo anh tất. Được thôi. Nhưng mà anh cũng phải nhắc nhở em chuyện này. Nếu như chúng ta ly hôn, địa vị Cố phu nhân cũng như tất cả những gì em đang có đều sẽ biến mất. Trong đó có cả những món đồ mua ở các cửa hàng như quần áo trang sức. Em sẽ không được anh mua cho đâu. À còn nữa, còn có cái thẻ hội viên VIP khi mua hàng ngày lễ nữa. Em sẽ không còn nữa đâu. Nghe xong em có còn muốn ly hôn nữa không? Ly hôn chứ, khi nào chúng ta làm thủ tục đây? Đợi khi nào tôi rảnh. Vậy khi nào anh rảnh? Khi nào tôi rảnh thì tôi bảo cô sau, làm gì mà gấp. Tôi chỉ hỏi là khoảng bao giờ thôi mà. Thì tôi đã bảo cô đừng có vội mà. Cô tưởng là tôi sợ ly hôn với cô sao? Làm như mình là khổng tước cao quý lắm vậy. Đi ra đi, đừng làm ảnh hưởng đến bữa ăn của tôi. Lẽ nào giống với lời của Lâm Thư nói, ăn xong bữa sáng này sẽ có thể dễ dàng nói chuyện hơn. Có ngon không Cố Tổng? Chẳng ra gì cả. Trong này sao cô cho nhiều muối vậy? Cô tưởng muối không phải mua bằng tiền đúng không? Chẳng lẽ lại nhét muối đầy mồm anh bây giờ? Mà thôi kệ. Chắc là do tôi lâu ngày không nấu ăn nên sơ ý đấy. Lần sau tôi sẽ chú ý hơn. Cố Tổng, tôi có xem qua, mấy ngày nữa đều là ngày hoàng đạo. Anh xem có thể sắp xếp thời gian, chúng ta đi ly hôn. Mời cô đi ra ngoài cho tôi. Tôi đã bảo rồi, khi nào tôi rảnh thì tôi bảo. Cố Ảnh Diễm, anh đừng có quá đáng. Người đâu, tiễn phu nhân về. Sao rồi? Đã đuổi về chưa? Vừa nãy cô ấy đi xuống cùng anh, có nói với anh cái gì không?
Phu nhân chỉ là vừa đi vừa chửi thề thôi. Phu nhân còn bảo tôi gửi lời xin lỗi đến anh. Cô ấy nói là cái dạ dày mà anh ăn cô ấy vẫn chưa dừa. Muốn anh ăn thử hương vị đó xem như thế nào. Mang đi. Sao cô lại ở đây? Chồng tôi làm việc ở đây sao tôi lại không được đến chứ? Cô vẫn nghĩ mình là cố phu nhân sao? Cô đừng tưởng gả được cho ảnh diễm là cô đã có 50% cổ phần của Giang thị trong tay. Cô là cái thá gì chứ? Tôi cũng chẳng biết tôi là cái thá gì đâu. Hay là cô nói thử tôi nghe xem. Sao thế? Cô diễn nhiều năm như vậy sao không diễn tiếp đi? Trông cái thân phận thấp hèn của cô, nhìn từ đầu đến cuối biết ngay là loại nghèo rớt ra rồi. Chẳng trách ảnh diễm không muốn có con với cô. Với cái bản lĩnh của cô, cho dù có sinh được thì cố gia chắc cũng không dám nhận. Cô nói đông nói tây vòng vo làm gì? Cô có giỏi thì bảo anh ta ly hôn với tôi đi. Nếu không con cô mà được sinh ra đời thì nó cũng chỉ là con riêng mà thôi. Cô, tôi cảnh cáo cô đừng có động vào tôi. Nếu không tôi điên lên là có chuyện hay để xem đấy. Dựa vào cô sao? Không tin thì động vào thử xem. Cái đồ thần kinh. Alo Tiếu Tiếu, có chuyện gì vậy? Tinh Tinh, cậu đang ở đâu vậy? Cậu đến đồn cảnh sát một chuyến đi. Bọn họ đang bảo tôi ăn trộm đây này. Cậu không sao chứ Tiếu Tiếu? Anh cảnh sát có chuyện gì vậy? Cô ấy phạm tội gì? Cô và cô ấy có quan hệ gì? Tôi là bạn của cô ấy. Có người tố cáo cô ấy ăn trộm. Chúng tôi cũng tìm được ở trong phòng cô ấy đồ của người báo án. Không thể nào. Tôi là người ở cùng cô ấy từ trước đến nay. Tôi chưa từng thấy một cái vật gì ở trong nhà mà không thuộc về cô ấy mà cô ấy dám lấy cả. Có phải là anh đã nhầm rồi không? Hai người ở cùng nhau sao? Ở cùng nhau bao lâu rồi? Được hơn một tuần rồi. Đồ vật của người báo án cũng mất được một tuần. Nếu như cô đã ở cùng cô ấy thì cô cũng không thoát khỏi diện tình nghi là kẻ ăn trộm rồi. Nói không chừng hai người hợp tác gây án cũng nên. Được được, cứ cho tôi thuộc diện tình nghi đi. Vậy anh nói cho tôi nghe, tôi đã lấy trộm cái gì hả? Tang vật đâu? Lôi ra đây xem nào. Tang vật sao? Tang vật đây. Cái này là tôi tìm được nó ở trong nhà của hai cô. Cô ấy cũng nói cái này không phải là của cô ấy. Vậy không phải là cô ấy lấy thì ai lấy? Cố ảnh diễm, anh là đồ khốn. Anh cảnh sát, cặp nhẫn này là nhẫn cưới của tôi. Người báo án với các anh có phải mang họ Cố không? Anh ấy tên là Cố Ảnh Diễm phải không? Cô biết người đó sao? Anh ta là chồng của tôi mà. Bằng chứng đâu? Đây. Có chuyện gì? Anh có phải là đang ở bên ngoài không? Đi vào đây nhanh. Anh cảnh sát, anh nhìn đi. Anh ta là người báo án, cũng là chồng của tôi. Thế á? Em là vợ của anh à, sao em lại không theo anh về nhà vậy? Anh muốn gì? Đi về với tôi. Anh không biết xấu hổ à? Ừ, tôi không biết xấu hổ. Vậy tôi đi nhé. Được. Về thì về. Cố Ảnh Diễm, chuyện giữa hai chúng ta thì có liên quan gì đến người khác chứ? Anh báo cảnh sát là có ý gì? Tôi báo cảnh sát làm gì? Sao cô không hỏi cô bạn thân của cô ấy? Bạn của tôi thì sao chứ? Hay là anh muốn trả thù tôi vì chuyện làm lòng xào mà không rửa lòng cho anh ăn? Đúng là nhạt nhẽo. Bạn của cô ở trên mạng tung tin đồn kia, nói tôi với Khả Hân có quan hệ bất chính. Với cái sự tung tin đồn của cô ấy trên mạng như vậy, tôi hoàn toàn có thể bắt cô ấy đến đồn. Bắt cô ấy ngồi tù nửa năm, cô có tin hay không hả? Đồn nhảm sao? Ngụy tạo sự thật, nói linh tinh mới gọi là đồn sai sự thật. Cô ấy nói có sai chỗ nào đâu? Chuyện cô ta tai nạn xe bị thương ở vai rồi anh đưa cô ta đến bệnh viện rồi chăm sóc tận tình như y tá cho cô ta là gì? Hay là 3 năm trước trong lễ cưới anh bỏ tôi đi tìm cô ấy là giả? Cố Ảnh Diễm, nếu như nói những gì anh đã làm là đồn sai sự thật, thế thì tôi ngồi tù lâu rồi. Cô còn nói cô không theo dõi tôi. Không theo dõi sao biết được tôi đến bệnh viện chứ? Ai nói là tôi theo dõi anh? Chỉ là nhỡ may thôi. Hôm đó tôi đến bệnh viện khám bệnh tình cờ thấy mà thôi. Cô khám bệnh sao? Tôi thấy não cô có vấn đề rồi đấy. Sau này có nói dối thì bịa ra cái nào nó đáng tin chút. Đừng có nói mấy lời dối trá như vậy. Tôi bị bệnh gì anh cũng có thèm để ý đâu. Cố Ảnh Diễm, anh có chăm sóc cái cô Khả Hân đó như thế nào đi nữa tôi mặc kệ. Nhưng nếu anh còn dám động đến bạn của tôi nữa, anh đừng trách tôi. Em đi đâu? Anh bỏ tôi ra.
Đừng có quấy nữa, theo anh đi về. Về đâu chứ? Đó là nhà của anh chứ có phải nhà của tôi đâu. Bà gọi đến cho anh, hỏi anh là tại sao lại cãi nhau với em. Hỏi anh tại sao em lại đòi ly hôn. Chúng ta vẫn chưa ly hôn mà. Ly hôn có gì mà xấu hổ? Tại sao anh cứ phải né tránh rồi giấu giếm nó chứ? Được rồi, anh nói cho em biết, chuyện ly hôn của chúng ta vẫn chưa thành. Nếu như mà chuyện này đến tai của bà, cả đời này của em cũng đừng hòng mà ly hôn được với anh. Được, tôi diễn với anh là được chứ gì. Nhưng anh phải đồng ý với tôi một điều kiện. Em nói đi. Lên xe rồi nói. Bảo là lên xe rồi nói mà. Nói đi chứ. Đợi đến khi anh lấy được tập đoàn Giang Thịnh từ trong tay của bà, đến lúc đó nhà hay xe hay cổ phần tôi đều không cần. Anh chỉ cần cho tôi 1 tỷ tệ là được rồi. Cái gì? 1 tỷ tệ sao? Anh cho em ra điều kiện, chứ không phải là để em cướp của nhé. Cố tổng à, giá trị của tập đoàn Giang Thịnh ít nhất cũng phải hàng chục tỷ tệ. Tôi lấy có 1 tỷ thôi thế là quá đáng sao? Được rồi, anh đồng ý với em. Nói miệng thôi chưa đủ, anh cần phải ký vào đây nữa. Tôi phải lưu lại chứng cứ, nhỡ đâu anh nuốt lời thì chết. Cần phải đến mức độ như vậy sao? Đâu đến mức như vậy đâu chứ. Này Nhược Tinh, anh ký vào đây đi. Còn phải quay video nữa hả? Cố ảnh Diễm, bắt đầu từ ngày ly hôn với cô Kiều Nhược Tinh sẽ phải thực hiện các điều khoản của hiệp ước. Sau khi cố ảnh Diễm nắm quyền quản lý tập đoàn Giang Thịnh, dựa theo điều khoản thì tài sản, công ty, nhà và xe sẽ thuộc về bên nam. Bên nam chỉ cần phải cung cấp cho bên nữ 1 tỷ tệ, nếu như bội ước thì... Cái gì đây? Em viết cái gì đây hả? Nếu như bội ước cả đời này sẽ tuyệt hậu, sẽ bị sét đánh chết. Thế mà em cũng có thể ghi ra được luôn hả? Tôi viết gì kệ tôi. Mau ký đi. Được thôi. Ký thì ký. Hy vọng sau này em đừng có mà hối hận. Đến lúc đó chắc tôi cười chết. Người không làm được mới phải hối hận thôi. Nhưng mà... chúng ta phải ly hôn thật sao? Ý của anh là, 1 tỷ tệ có đủ cho em tiêu không? Đủ hay không cũng kệ tôi. Tôi cũng đã tìm được một công việc rồi. Công việc gì? Ai giới thiệu cho em vậy? Liên quan gì đến anh? À, anh biết rồi. Có phải là em vẫn còn giữ liên lạc với cái tên người yêu cũ đó không? Giờ em lại đi tìm hắn để nhờ vả sao? Bảo sao em cứ nhất nhất đòi ly hôn với anh? Em ly hôn với anh là để đi tìm hắn đúng không hả? Hắn tìm cho em công việc gì? Làm ở đâu? Cố ảnh Diễm, hiệp ước chúng ta vừa mới ký xong đó. Chúng ta cũng sắp ly hôn rồi. Tôi làm gì kệ tôi, liên quan gì đến anh? Lâm Thư, dừng xe đi. Không được dừng. Này, đứng lại. Nhược Tinh, Nhược Tinh. Tôi đã bảo cậu là không được dừng xe cơ mà. Cố tổng à, anh giờ đã có Diêu tiểu thư rồi. Nếu không cần nữa thì để cô ấy đi đi. Còn không thì đi làm lành với phu nhân. Cậu bảo tôi làm lành kiểu gì đây? Cậu xem đấy, chưa kịp nói gì đã cong đít chạy đi. Cậu bảo tôi làm sao giải thích đây? Cái thái độ và giọng điệu đó của anh vừa nãy, ai nghe mà không tức chứ? Này Kiều Nhược Tinh, bảo sao em cứ nhất nhất đòi ly hôn với tôi? Thì ra là đi tìm cái tên khốn đó. Được rồi, được rồi. Cậu đi điều tra cho tôi. Vào cái ngày xảy ra tai nạn, Kiều Nhược Tinh đến bệnh viện làm gì? Dạ. Về đến nhà rồi mà cũng không chịu xuống ăn cơm. Dì đi gọi vợ của con xuống ăn cơm đi. Phu nhân nói cô ấy đang trong quá trình giảm cân nên không ăn cơm. Người thì như con cá mắm rồi còn giảm cân cái gì nữa. Dì đi gọi đi. Phu nhân nói. Nói cái gì? Nói. Nhìn cậu là cô ấy đã không muốn ăn rồi. Ăn thì ăn, không ăn thì thôi. Lại còn như vậy nữa sao? Không ngờ anh ta lại tự biến mình trở thành một tên khốn. Chán sống rồi ạ. Cố tổng, anh ở phòng khách sao không bật điện lên cho sáng vậy? Tôi có mắt như mù, tôi đáng ghét, thế mới trở thành tên khốn được. Vậy thì anh cứ tiếp tục đi. Đứng lại, tôi đói rồi, em có thể làm gì cho tôi ăn được không? Để tôi đi gọi dì Trương cho anh. Anh là muốn ăn đồ của em làm. Nếu không em nghĩ lấy được 1 tỷ của anh dễ vậy sao? Cả ngày cứ ở nhà nằm dài là tiền về tay ạ. Cố tổng, nếu anh muốn ăn mì tôi sẽ nấu mì cho anh ăn. Tôi đảm bảo rằng 1 tỷ tệ mà anh bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng. Mì của anh đây. Em không ăn sao? Anh thích ăn nhạt. Còn em thì không thích lắm. Ăn mặn không tốt đâu.
Này Cố Tổng, tôi thật sự phải góp ý với anh. Nếu sau này anh có tái hôn, thì anh đừng tìm vợ ở chốn nhân gian này nữa. Tìm ở trên trời ấy, tìm một vị thần tiên xinh đẹp nào đó mà cưới. Như thế mới xứng với anh. Vậy em có xứng không? Đây, tương cà của anh đây. Chúc anh ăn ngon miệng. Được rồi, tôi biết rồi. Ăn mặc trang điểm đẹp như vậy, em muốn câu dẫn anh sao? Anh nghĩ xa quá rồi. Tôi chỉ là đi làm mà thôi. Đi làm sao? Làm ở chỗ của tên khốn đó phải không? Hắn cho em lợi lộc gì mà theo hắn chứ? 1 tỷ tệ không đủ cho em tiêu sao mà em phải ăn mặc như vậy đi gặp hắn chứ? Thấy sao? Đẹp không? Xấu như ma. Kệ anh, đứng lại đã, chưa nói xong mà. Tối nay có một bữa tiệc, anh muốn em đi cùng với anh. Tối sao? Nhưng mà tối tôi có việc rồi. Nếu thế thì không có 1 tỷ nào hết nữa. Cố Ảnh Diễm, anh đừng có mà có đáng. Không cần biết, tối nay em không đi thì đừng mơ có được 1 tỷ. Được, tôi đi. Cho số điện thoại của tên khốn đó vào danh sách đen. Không được phép liên hệ với hắn nữa. Nghe chưa hả? Tối anh kiểm tra điện thoại đấy. Phiền chết đi được. Tự nhiên lại trở nên hách dịch vậy. Bộ váy này đẹp đấy. Mình chọn mà, ai mặc mà chẳng đẹp. Cố Ảnh Diễm, anh có biết khen là thế nào không hả? Sao lại không biết chứ? Có chuyện gì? Được, anh biết rồi, anh sẽ qua đó ngay. Lâm Thư, dừng xe ở bên đường đi. Em chỉ cần đi bộ vài bước chân thôi, phía trước là tới rồi. Lái xe đi. Lại là việc gấp sao? Có mà việc của Diêu Khả Hân thì có, còn lưu tên là Baby nữa, thân mật quá. Chào cô, mời cô đưa thiệp mời cho chúng tôi xem. Thiệp mời của tôi bạn tôi cầm rồi, có thể cho tôi vào được không? Bữa tiệc tối nay cần có thiệp mời, mục đích là không để cho người lạ trà trộn vào, sẽ ảnh hưởng đến những khách quý tham dự, vì vậy mời cô đi cho. Anh cứ cho tôi vào trước đi. Đó không phải Kiều Nhược Tinh sao? Đường đường là tổng tài phu nhân, sao lại không có thiệp mời chứ? Từ đầu căn bản Cố Tổng đã không muốn cưới cô ta rồi. Lúc đó là cô ta năn nỉ ỉ ôi quá. Nếu không với thân phận của tôi, cô ta xứng với Cố Tổng sao? Đúng là xấu hổ chết đi được. Buổi tiệc quan trọng như vậy mà đến có một mình Cố Tổng không đi cùng cô ta, chắc là sợ bị cô ta làm cho mất mặt đây mà. Nếu tôi mà là cô ấy, tôi đã tìm chỗ nào trốn đi từ lâu rồi. Xin lỗi, tôi đến muộn. Đây là thiệp mời, bây giờ chúng tôi có thể đi vào trong được chưa? Xin mời vào trong. Cảm ơn anh Mộ Tổng. Không sao đâu, cô là trợ lý của tôi mà, giúp cô cũng là chuyện nên làm thôi. Vậy nếu như tôi đã vào đây được rồi, thì tôi xin phép đi vệ sinh cái nhé. Đi đi. Sao con khốn Kiều Nhược Tinh cũng đến vậy? Mà thôi, đến cũng tốt, để xem tôi xử lý cô thế nào đây. Tên khốn Cố Ảnh Diễm là ai vậy? Muốn giành anh Ảnh Diễm với tôi sao? Cô vẫn còn non và xanh lắm. Làm sao bây giờ? Điện thoại của mình bị rơi vỡ rồi. Đã bảo đứng đợi rồi, giờ lại chạy đi đâu rồi không biết nữa. Gọi điện cũng không thèm nghe máy nữa. Đúng là hết cứu. Anh đến rồi sao Cố Tổng? Làm tôi đợi lâu lắm rồi đấy. Minh Hiên, tôi có chút việc, để cậu đợi lâu rồi. À đúng rồi, cậu có nhìn thấy vợ của tôi đâu không? Cô ấy. Thôi để tôi tự tìm vậy. Cậu cứ uống đi. Nửa tiếng đồng hồ rồi mà cô ấy vẫn chưa ra. Lẽ nào? Ảnh Diễm. Sao mình lại cứ chờ đợi anh ta đến cứu vậy?
Mỗi lần mình cần anh ta đều không đến. Để tôi đưa cô đi thay bộ đồ mới. Cô bị thương rồi. Để tôi đi lấy thuốc bôi cho cô. Không cần đâu, không sao, tôi đi rồi sẽ về ngay mà. Được lắm, em vẫn còn biết mình là vợ của anh phải không? Mà không đúng, cái váy vừa nãy em mặc đâu? Vừa nãy tôi vào nhà vệ sinh bất cẩn làm rách, thế nên thay bộ khác rồi. Vào nhà vệ sinh mà bị rách sao? Sao em có thể viện một cái cớ vớ vẩn như vậy? Tin thì tin, không tin thì thôi. Nhưng mà em lại nói như vậy. Em nói vậy ai mà tin chứ? Ảnh Diễm, Kiều tiểu thư, cái vòng này là của tôi mà. Thì ra cô là người lúc nãy tạt nước tôi rồi nhốt tôi ở trong nhà vệ sinh. Kiều tiểu thư, cô nói đùa rồi. Tôi vừa mới đến làm sao có thể nhốt cô ở trong nhà vệ sinh được. Cô còn xảo biện. Rõ ràng là cô. Kiều tiểu thư, cô mắng tôi cũng được. Nhưng mà cái vòng này là anh Ảnh Diễm mua tặng cho tôi. Nó quý lắm đó. Nhược Tinh, em bình tĩnh đi, em đừng có làm loạn nữa mà. Đây là bữa tiệc có nhiều người tham gia lắm. Sao lại nói tôi làm loạn chứ? Rõ ràng là cô ta. Tay của em sao lại bị thương vậy? Rốt cuộc là sao? Bây giờ giả vờ quan tâm tôi thì cũng đã muộn rồi. Hơn nữa anh thực sự quan tâm tôi sao? Em đợi anh, ở trong xe có thuốc, để anh đi lấy cho em. Nghe lời anh. Kiều Nhược Tinh, là tôi nhốt cô đấy thì sao nào? Hơn nữa anh ấy lại không tin tưởng cô. Cô nói xem, vị trí cố phu nhân này có phải quá là hữu danh vô thực không? Diêu Khả Hân, cô có nhận ra là những câu nói vừa nãy của cô đều là những câu nói mà Tiểu Tam hay nói không? Cô có biết tại sao Ảnh Diễm toàn tặng cô món trang sức kim cương đắt đỏ không? Bởi vì những món trang sức đó đều mua cho tôi mà thôi. Tôi là người thích kim cương lấp lánh. Nếu như năm đó không phải là bà của anh ấy ép, cô nghĩ liệu anh ấy có cưới cô không? Bây giờ thì có thể rồi. Giờ bà của anh ấy cũng đã già, cũng chẳng quản mấy chuyện này nữa. Cố ra sớm muộn cũng là của anh ấy thôi. Cứ chờ đó mà xem. Nếu tôi là cô thì tôi đã rút lui lâu rồi. Ít nhất cũng giữ được chút thể diện. Không thì đến lúc đó bị đuổi ra khỏi Cố ra thì mất mặt lắm. Diêu Khả Hân, nếu như tôi nhớ không lầm thì lúc cô xuất hiện tôi đã kết hôn với Cố Ảnh Diễm lâu rồi thì phải. Vì vậy, một đồng một hào mà anh ấy cho cô đều là do vợ chồng chúng tôi cùng nhau kiếm được. Theo luật thì tôi đương nhiên phải đòi lại rồi. Kiều Nhược Tinh, đầu óc cô có vấn đề sao? Cũng đúng. Dù sao thì Ảnh Diễm cũng không yêu cô, ngay cả con cô cũng không sinh được cho anh ấy. Xem ra 3 năm cô ở bên cạnh anh ấy quá là uổng phí rồi. Cuối cùng khi ra đi thì cũng chẳng có gì trong tay cả. Còn tôi lại khác. Cốt nhục mà tôi đang mang trong người chính là của anh ấy. Cô dám đánh tôi? Tôi đánh loại trà xanh không biết xấu hổ là cô đấy thì sao? Lại còn diễn nữa. Cô không thấy bản thân mình đang làm trò hề sao? Ảnh Diễm, em đau quá Ảnh Diễm. Lúc nãy anh đã nói với em rồi mà. Ở đây có biết bao nhiêu là người nhìn vào. Đừng có làm loạn lên. Vợ của anh đánh Tiểu Tam thì là sai sao? Anh là muốn tôi đánh cả anh nữa cho đủ bộ. Em nói có chừng mực chút. Ảnh Diễm, em chóng mặt quá. Để anh đưa em đi nghỉ ngơi trước. Lát nữa anh sẽ hỏi tội em sau. Thấy chưa, Cố Tổng dẫn theo Diêu Khả Hân đi rồi. Rõ ràng là có quan tâm gì đến Kiều Nhược Tinh đâu. Đã nói rồi, hai người họ là bị ép cưới. Căn bản là không có chút tình cảm nào cả đâu. Cố phu nhân này đúng là đáng thương thật. Mình còn sợ người khác chê cười sao? Mình là trò cười của người ta thật mà. Có bệnh thì đừng có uống rượu. Vừa nãy tôi thấy Diêu Khả Hân giả vờ ngã. Tôi biết là cô ấy diễn. Ở đây có nhiều nhà báo phóng viên. Để tránh mọi người dị nghị nên Ảnh Diễm mới bỏ cô mà dẫn cô ta đi thôi. Đàn ông các anh ai cũng mồm năm miệng 10. Các anh coi phụ nữ chúng tôi là lũ ngốc sao? Tôi không có ý đó. Tôi chỉ là nói những gì mình thấy thôi. Bỏ đi. Dù sao những việc quá đáng mà anh ta làm nhiều không đếm xuể, lần này có là gì chứ? Cảm ơn anh nhé. Không cần cảm ơn đâu. Lát nữa để tôi đưa cô về nhé. Tôi không về. Anh có thể đưa tôi đến một nơi được không? Được. Cô ấy vẫn chưa về sao? Dạ cháu biết rồi. Alo, Kiều Nhược Tinh có ở chỗ cô không vậy? Không có, cô ấy không phải ở chỗ của anh sao? Này Cố Tổng,
A Tinh là vợ của anh. Cô ấy đi đâu anh phải biết chứ? Tự dưng gọi cho tôi làm gì? Cô ấy thực sự không tới đó sao? Tôi nói thật, nếu anh không tin thì đến chỗ tôi mà kiểm tra. Nếu như tìm được, anh có thể kiện tôi tội bắt cóc. Được rồi, tôi biết rồi. Đừng nói là cố ảnh diễm anh ta sẽ kiện tôi tội bắt cóc đấy nhé. Này A Tinh, cậu lại cãi nhau với anh ta à? Cậu hỏi vậy làm gì? Thì trước khi cậu đến đây thì anh ta có gọi điện cho mình, nghe giọng điệu có vẻ lo lắng lắm. Không có, anh ta đã đồng ý sau khi ly hôn sẽ cho mình tiền rồi. Mình việc gì phải tự làm khó mình chứ? Thế cậu định ở lại đây hả? Không, mình về lấy chút đồ rồi đi đến chỗ của mẹ. Cũng biết đường mò về sao? Tối qua đi đâu? Đến nhà bạn. Nhà bạn sao? Bạn của em không phải chỉ có mỗi Đường Tiếu Tiếu thôi sao? Còn có ai nữa? Bạn của tôi nhiều lắm. Nhưng người mà anh biết chỉ có Đường Tiếu Tiếu mà thôi. Anh thấy em lại đi cùng với tên họ Mộ đó thì có. Chúng ta cũng sắp ly hôn. Chuyện của tôi anh quản nhiều như vậy làm gì? Nhưng mà chúng ta vẫn chưa ly hôn. Tối qua em không về cũng không chịu gọi cho anh báo một tiếng. Điện thoại của tôi hỏng rồi. Điện thoại hỏng thì không biết mượn của người khác sao? Hay là thế nào? Hay là về thời nguyên thủy rồi nên không biết sử dụng điện thoại à? Thực ra, tối qua tôi cũng định gọi tới cho Cố Tổng rồi. Nhưng mà tôi lại nghĩ lại, bình thường anh bận rộn như vậy, làm gì có thời gian nghe điện thoại của tôi, có đúng không? Này, anh nói cho em biết, Diêu Khả Hân đó cô ta bị thương không nhẹ đâu. Thật sao? Vậy thì đã chết chưa? Sao em có thể nói lời cay độc như vậy chứ? Tôi chỉ bột miệng nói ra thôi. Xem anh lo lắng chưa kìa. Tôi nói cô ta chết là cô ta sẽ chết sao? Là ai tặng cho em? Bạn tặng. Lại là bạn. Có mà hắn ta tặng thì có. Em vừa mặc áo của anh ta tặng, rồi còn ngủ ở nhà người ta nữa. Sao em lại có thể không biết xấu hổ như vậy cơ chứ? Cố ảnh diễm, tôi cảnh cáo anh, chúng ta sắp ly hôn rồi. Tôi ngủ ở nhà hay ngủ ở nhà của bạn cũng chẳng có liên quan gì đến anh cả. Đừng có lo chuyện bao đồng. Em nhớ là chúng ta vẫn chưa ly hôn đâu đấy. Cố Tổng, phu nhân lại giận rồi sao? Cô ấy giận thì liên quan gì đến cậu? Sao cậu không hỏi tôi là vì sao tôi tức giận đi? Hôm qua anh làm như vậy rõ ràng là làm phu nhân mất mặt chết đi được. Nhưng mà rõ ràng là cô ấy đánh người trước mà. Phu nhân không phải là hạng người mà vô duyên vô cớ tùy tiện đánh người đâu. Hôm trước sếp giao cho tôi điều tra về vụ tai nạn đó, tôi đã điều tra ra rồi. Lúc xảy ra tai nạn thì phu nhân cũng có mặt ở hiện trường. Cái xe xảy ra tai nạn cũng là xe của cô ấy. Đây là tài liệu liên quan. Hơn nữa phu nhân lại vào cùng một bệnh viện với Diêu Khả Hân nữa. Xương sườn số 10 bên phải bị gãy nhẹ ảnh hưởng đến phần mềm. Tay phải bị thương chảy máu nhẹ. Chẩn đoán bệnh nhân bị thương nhẹ không nguy hiểm đến phần đầu. Nhưng mà dù có như vậy thì cô ấy cũng không thể lấy lý do đó mà đòi ly hôn với tôi được. Chiều em có rảnh không? Có chuyện gì? Anh thấy em lâu rồi không đi dạo cùng anh, để anh đưa em đi cho khuây khỏa. Hôm nay sao anh đột nhiên tốt tính vậy? Thật ra, Minh Hiên cậu ấy có rủ anh đi chơi, anh vẫn chưa có bộ quần áo mới nào để mặc cả. Em đi chọn giúp anh có được không? Tôi không muốn đi. Vậy 1 tỷ. Đi nhanh. Cái váy xấu hoắc. Này, anh thấy cái nào đẹp? Chọn cái kia đi, cái màu xanh đấy cũng được. Cái này hợp với anh, nhưng không hợp với anh ấy. Này, anh ấy là ai? Thì là bạn đấy. Được, anh biết rồi. Lại là hắn ta phải không? Anh cảm thấy Mộ Tổng sẽ thích phong cách như thế nào? Mộ Tổng sao? Mộ Minh Hiên, đừng nói là em mua cà vạt tặng cho cậu ấy đấy nhé. Đúng vậy, tối qua mà không có anh ấy cứu thì tôi không biết phải ở trong cái nhà vệ sinh tối om đó đến bao giờ nữa. Hơn nữa tôi hỏi anh thì anh trả lời là được.
Mắc gì phải hỏi nhiều làm gì? Không biết. Vậy anh ấy thích mặc vest màu đậm hay màu nhạt? Không rõ nữa. Hai người không phải lớn lên cùng nhau sao? Sao hỏi anh cái gì anh cũng không biết vậy? Thì lớn lên cùng nhau chứ có để ý đến thói quen của người ta đâu mà biết. Được rồi, không nói nữa. Đi thôi. Anh kỳ cục vậy. Em mới kỳ đấy. Tự nhiên nổi nóng với mình. Đúng rồi, vừa nãy tôi có mua cho bà món quà tôi để chung vào đây rồi. Mấy ngày nữa anh mang qua tặng cho bà hộ tôi. Em mua nhiều như vậy còn muốn mua cho ai nữa? Mua cho Tiếu Tiếu. Còn lại là cho anh. Bảo sao tự nhiên đang lành lại mua cà vạt cho mình. Đây có phải là mỗi cà vạt đâu. Hôm nay tôi nghe nhân viên bán hàng nói là có chương trình khuyến mãi. Mua đơn hàng 99 tệ sẽ được tặng một đôi tất. Tôi thấy bình thường thì mua riêng cũng đắt. Có phải lúc nào cũng khuyến mại đâu. Thế là nhân cơ hội tôi mua luôn đấy. Đây là tôi khó khăn lắm mới chọn được đây. Hợp với vest màu đậm của anh cực kỳ. Anh nhìn mà xem. Cô cũng tốt quá nhỉ. Cảm ơn lòng tốt đó của tiểu thư nhé. Không đi sao, người ta đang đợi đấy. Tôi cũng phải đi à. Đi thôi. Phải đi thật sao? Chào Mộ Tổng, chào Nhược Tinh. Mộ Tổng à, tối qua thật sự phải cảm ơn anh rất nhiều. Không biết phải cảm ơn anh thế nào. Thế nên tôi đã mua tặng cho anh một món quà nhỏ. Hy vọng anh sẽ thích nó. Cảm ơn cô nhé Nhược Tinh. Thực ra tôi cũng có một món quà muốn tặng cho cô. Hôm qua tôi thấy điện thoại của cô hỏng. Chắc là phải nên đổi cái mới rồi. Cái này cô cứ cầm lấy mà dùng. Không cần đâu, cái này đắt lắm. Quà của tôi còn rẻ hơn của cô đấy. Hôm nay tôi cũng không thấy cô cầm điện thoại. Chắc là vẫn chưa kịp mua. Cứ cầm lấy dùng trước đi. Bao giờ có cái mới thì trả lại cho tôi cũng được. Nếu không, quà cô tặng tôi cũng quá quý trọng như vậy. Sao tôi có thể nhận không được? Cảm ơn anh nhé Mộ Tổng. Ảnh diễm. Đi thôi Minh Hiên, đi dạo một vòng với tôi. Vết thương của tôi vẫn chưa khỏi. Thẩm Tổng đang ở bên kia đợi, cậu qua đó xem thử. Nếu cậu không đi thì em đi với anh đi. Tôi cũng không muốn đi. Sao nào? Ảnh diễm, nếu như Nhược Tinh đã không muốn đi rồi, cậu cũng đừng có ép buộc cô ấy làm gì. Cậu cứ đi đi, tôi đợi cậu ở quán cà phê. Đúng đó, đi đi, bye bye. Chẳng biết lại giận hờn cái gì nữa. Đúng rồi, hình như tôi vẫn chưa hỏi. Cô và ảnh diễm làm sao mà quen nhau vậy? Đi xem mắt nên gặp được nhau thôi. Xem mắt sao? Khi mà tôi nhìn lại lý lịch và thành tích học tập của cô thời còn ở đại học đều rất là tốt. Nếu như lúc đó trước khi tốt nghiệp đại học mà gia nhập vào giới showbiz, thì có lẽ tiền đồ vô lượng đấy. Tôi chỉ không hiểu là cô kết hôn sớm như vậy. Không cảm thấy bản thân mình chịu thiệt thòi sao? Cô không sao chứ? Mình đã gặp được một nửa của đời mình rồi sao? Tôi cần một người có thể kết hôn với tôi ngay lập tức. Cô có muốn không? Tôi có thể. Nhưng lúc đó mình đâu có nghĩ ngợi nhiều. Mình còn tưởng Cố Ảnh Diễm sau khi kết hôn với mình sẽ yêu thương mình. Mình còn tưởng 3 năm công sức mình bỏ ra sẽ có người đáp lại tình cảm của mình. Nhưng mà anh ấy căn bản là không còn nhớ. Anh ấy không hề yêu mình. Đều là mình tự mình đa tình mà thôi. Tôi có phải đã hỏi sai điều gì rồi không? Không có đâu. Không sao cả. Đúng rồi. Mẹ của cô dạo này sao rồi? Vẫn như vậy. Vẫn thở bằng bình oxy. Chẳng biết bao giờ có thể tỉnh lại được. Cô cố gắng bao nhiêu năm như vậy? Chắc chắn kỳ tích sẽ đến với cô mà thôi. Nhưng dù sao thì mẹ cũng đã có chuyển biến tốt rồi. Bác sĩ nói đây chính là khởi đầu tốt. Vậy sao? Trước đây khi tôi bị bệnh, tôi đã có duyên gặp được rất nhiều bác sĩ giỏi ở bên nước ngoài. Nếu như cô muốn thì tôi có thể giới thiệu cho cô vài người. Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh nhé. À đúng rồi, tôi nghe ảnh diễm nói về vết thương của anh. Bây giờ anh sao rồi?
có phải làm cô sợ rồi không? Xin lỗi anh, không có gì, có lúc tôi nhìn vào tôi cũng sợ mà. Sợ thì không sợ đâu, chỉ là đột nhiên nhìn thấy nên. Lúc đó chắc là đau lắm nhỉ. Nói thật thì trong tiềm thức thì cũng ghê giận thật. Nhưng mà kể cũng trùng hợp, vết thương này của tôi cũng là do tai nạn giao thông đấy. Tai nạn sao? Tai nạn từ khi nào vậy? Phu nhân, Cố Tổng ngã ngựa rồi. Cái gì? Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Bây giờ đang đưa đến bệnh viện rồi. Anh ấy kỹ thuật tốt như vậy, làm sao có thể bị ngã được chứ? Nghe người huấn luyện ngựa nói con ngựa đấy hình như là bị thương. Cô cùng tôi đến bệnh viện đi. Yên tâm đi, Ảnh Diễm chắc chắn sẽ không sao đâu. Sao con ngựa này có thể bị thương được chứ? Lẽ nào là có người cố tình hại anh ấy? Cũng có thể là sự cố ngoài ý muốn thôi. Cô yên tâm đi, chuyện xảy ra ở trường đua ngựa, tôi và Ảnh Diễm nhất định sẽ điều tra cho rõ. Anh không sao chứ Ảnh Diễm? Chỉ bị xây sát nhẹ thôi. Mà sao cậu cũng ở đây vậy? Anh nói chuyện kỳ cục vậy. Mộ Tổng anh ấy quan tâm anh nên mới đến đấy. Anh hỏi cậu ấy chứ có hỏi em đâu mà sồn sồn lên vậy. Bởi vì anh nói chuyện không đàng hoàng. Anh nói gì mà không đàng hoàng? Xin lỗi nhé Mộ Tổng, tính tình anh ấy trước giờ là như vậy đấy. Nói chuyện có bao giờ nghe lọt tai đâu. Cảm ơn anh đã đến đây nhé. Không sao đâu, chuyện này là chuyện tôi nên làm mà. Này, đi đâu đấy? Thế có đi về không hả? Kiều tiểu thư, vậy thôi tôi không làm phiền hai người nữa. Hôm sau tôi đến thăm cậu sau. Sao anh lại có ý đối địch với Mộ Tổng vậy chứ? Đau, xin lỗi nhé. Anh nói cho em biết, tốt nhất em nên tránh xa càng tốt. Anh vẫn còn chưa nói cho tôi biết, tại sao lại phải tránh xa anh ta? Nói thì nghe đi, hỏi nhiều làm gì? Tôi phát hiện ra anh đúng là nhỏ nhen thật đấy. Mộ Tổng là người lớn lên từ nhỏ với anh, việc gì mà anh phải ghét người ta như vậy? Hơn nữa tôi cảm thấy Mộ Tổng cũng tốt chứ bộ. Cậu ta tốt sao? Thì tính cách tốt, nhẹ nhàng ôn hòa, chẳng như ai kia. Tính cách anh ta tốt, anh ta nhẹ nhàng ôn hòa. Thế thì bây giờ em xuống xe đến bên anh ta luôn đi. Dù sao thì chúng ta cũng sắp ly hôn rồi. Tôi đi với ai anh quan tâm làm gì? Không người này thì lại là người khác. Không biết bên cạnh em có bao nhiêu người đàn ông vây quanh nữa. Nhưng mà tại sao em không chịu yên phận làm cố phu nhân vậy? Ông xã, em có thể thương lượng với anh một chuyện không? Sao? Bây giờ biết mình sai rồi chứ gì? Chuyện là cái căn nhà mà chúng ta sống đấy. Sau khi ly hôn có thể cho em được không? Cái gì? Em sống ở trong cái nhà đấy quen rồi. Hơn nữa ngoài vườn cũng nhiều hoa cỏ nữa. Em muốn đi cũng lười lắm. Đến lúc sau khi chúng ta ly hôn, thì anh cứ trừ vào 1 tỷ tệ của em cũng được. Anh xem, anh đi công tác cả ngày, ở nhà cũng chẳng được mấy ngày. Một người sống trong một căn nhà to như vậy, nhàm chán biết bao. Mà bà nội thì cũng muốn anh về nhà ở với bà mà. Về nhà sống với bà thì bà cũng sẽ rất là vui. Như thế có tốt không? Đến lúc giao nhà xong thì anh cứ trừ tầm khoảng 70 triệu là được. Thì cứ coi như là tình cảm của chúng ta bao năm nay bồi đắp vào đi. Anh yên tâm, em sẽ không để anh chịu thiệt đâu. Kiều Nhược Tinh, nói thật thì em cũng biết lên kế hoạch từ A đến Z đấy nhỉ. Anh nói cho em biết, em đừng có nằm mơ. Em cũng đâu có để anh chịu thiệt đâu. Như vậy có được không? Này Kiều Nhược Tinh, anh đã làm điều gì mà em biến anh trở thành một tên ngốc vậy? 70 triệu của em nó nhiều nhỉ? Thế thì tiền có thể thương lượng thêm mà. Anh nói cho em biết, không có thương lượng gì hết. Căn nhà đó là căn nhà mà anh đã mua để làm quà cưới của chúng ta. Nếu em muốn có nó thì anh cho em 2 sự lựa chọn. Thứ nhất em cứ tiếp tục làm vợ của anh. Thứ hai đợi anh chết xong thì em sẽ thừa kế nó. Em cứ chọn đi. Vậy anh có chịu lập di chúc không? Nếu anh không chịu lập thì lúc đấy chắc gì đã là của tôi. Em thật sự mong anh chết như vậy sao? Cố Tổng, anh không sao chứ? Lái xe cái kiểu gì vậy? Có con mèo đi qua, anh có sao không? Không sao cả. Anh chưa chết em thất vọng lắm chứ gì? Em không có ý đó. Em chỉ hỏi thăm anh thôi mà. Lại còn không phải ý đó. Tin thì tin, không tin thì thôi. Cái đồ thần kinh. Cái túi tất để ở kia đâu? Tất á? Tất hình như là đem đi tặng kèm với cái túi cà vạt tặng cho Mộ Tổng rồi.
Tôi quên mất không lấy ra. Hơn nữa cũng là anh để ở đó mà. Anh sao? Nhưng mà bây giờ em gọi điện cho cậu ta ngay đi. Bảo cậu ta gửi lại cho anh. Anh điên à mà gọi lại đòi. Hơn nữa có hơn 100 tệ làm gì mà căng. Anh không thấy xấu hổ à? Vậy thì em biết đồ đã tặng thì không thể lấy về mà em vẫn tặng. Vậy anh giờ là muốn tôi mua đôi mới cho anh chứ gì? Chuyện không phải là có mua hay là không, mà là em căn bản chả quan tâm gì đến nó cả. Tôi không quan tâm sao? Thế chắc là anh quan tâm nhỉ? Khi tôi tặng anh chẳng có tí gì gọi là cảm ơn cả. Hỏi thì còn ngập ngừng không thèm lấy. Thế khi tôi mang đi tặng cho người khác thì anh lại quay sang trách móc hỏi tội tôi nữa. Tôi thấy rõ ràng là anh không thèm đôi tất ấy thì có. Anh chỉ là muốn cãi nhau với tôi mà thôi. Chuyện em làm sao mà em còn... Tôi làm sai sao? Ừ, tôi nhận tôi làm sai đấy. Tôi sai là trước đó không nên tặng anh mới đúng. Lâm Thư, cậu dừng xe lại cho tôi. Dừng ở bên đường, lần này không cần anh đuổi tôi. Tôi tự xuống, ai đuổi em đi chứ? Cố tổng đúng là nhiều chuyện quá nên hay quên. Lần trước anh đuổi tôi xuống xe đấy. Anh quên rồi sao? Hai người cũng nhường nhịn nhau chút đi. Chuyện này cũng nhỏ mà, đâu đến mức phải cãi nhau như vậy đâu. Hơn nữa bên ngoài trời cũng mưa rồi. Mưa có một tí thì làm sao? Lần trước cố tổng của anh để tôi ở bên đường, trời còn chuẩn bị mưa một cơn lớn hơn nữa kìa. Được. Em được lắm. Em không xuống thì tôi xuống. Này cố tổng. Phu nhân à, cố tổng vẫn đang bị thương. Hay là cô đi khuyên anh ấy đi. Cố tổng của anh trước giờ nói một là một, hai là hai. Tôi khuyên không nổi, đi đi, lái xe về nhà. Nhưng mà... Nhưng nhị cái gì, anh đưa tôi về nhà trước thì lát nữa anh còn quay lại đón anh ấy được. Nếu không, cố tổng của anh sẽ bị ướt như chuột lột thật đấy. Đi đi. Phu nhân nói cũng đúng. Vậy tôi đi. Kiều Nhược Tinh. Cố tổng, anh uống thuốc đi. Phu nhân nói sau khi anh uống thuốc xong thì cứ mỗi 30 phút sẽ đo nhiệt độ một lần. Nếu như hạ sốt thì không cần đi viện nữa. Cậu đi nói với cô ấy làm gì chứ? Tôi không tìm được thuốc. Với cả anh sốt cao quá nên tôi sợ. Cô ấy nói với cậu cái gì? Phu nhân nói bảo anh chịu khó uống thuốc. Cô ấy rất là lo cho anh. Để bên đó đi. Cái thuốc này, cứ để đó đi. Vậy tôi ra ngoài trước nhé. Thế nào rồi, uống chưa? Cố tổng không chịu uống thuốc, còn đuổi tôi ra ngoài. Được, tôi biết rồi, anh đi làm việc trước đi, tôi đi tìm anh ấy. Được. Sao cậu lại vào đây nữa? Còn chưa ly hôn đâu đấy, không cho tôi đến phòng của anh sao? Cô lại đến nữa sao? Lâm Thư nói anh bị sốt. Tôi đến xem anh bị sốt đã đến mức mơ hồ chưa? Nếu như sốt đến mức mơ hồ rồi, xem có thể kiếm 200 triệu từ anh được không? Nằm mơ đi. Xem ra là chưa phát sốt đến mức mơ hồ. Không phải chứ. Cô làm cái gì thế? Cô còn mặt mũi không vậy? Đều là vợ chồng cả mà. Chỗ nào tôi cũng nhìn thấy hết rồi mà. Hơn nữa, bây giờ người đang hở ngực là anh. Sao anh vẫn có thể già mồm được nữa vậy? Đắng không? Cô rửa tay chưa đấy? Đừng nhổ ra. Nuốt. Nuốt đi. Nuốt xuống chưa? Sau này cô còn dám động vào người tôi, tôi sẽ bóc từng lớp da của cô. Cố tổng, tôi làm như vậy không phải là đang lo lắng cho sức khỏe của anh sao? Anh xem anh bị sốt, thuốc cũng không uống cũng không thèm đi bệnh viện, lỡ như sốt đến mức hôn mê thì phải làm sao? Tôi thấy người mong chờ tôi sốt đến mức hôn mê là cô đấy. Cô hận tôi lắm mà, muốn tôi sốt đến mức phát điên phát ngốc, chết vì bị sốt. Cô muốn chia tài sản với tôi, cô muốn chạy trốn, cô tưởng rằng tôi không biết à? Cố tổng, anh thật sự sốt đến mức hồ đồ rồi đấy, có coi như bây giờ tôi muốn ly hôn với anh, vậy tòa án cũng không có xét đâu. Lúc chúng ta kết hôn đã nói rồi, đã từng thề rằng sống chết bên nhau, mãi mãi không chia lìa. Không thể nào khi anh mới bị ốm thì tôi lại ly hôn với anh. Có phải không? Chắc là phải quan sát thêm 2 năm nữa. Nếu như anh thật sự không thể cứu nổi, tôi sẽ ly hôn với anh. Tôi biết ngay mà cô là người không muốn tôi sống yên ổn. Anh nói cái gì thế?
Sao tôi có thể mong anh sống khổ sở chứ? Tôi là người hy vọng anh sống tốt nhất. Anh phải uống thuốc đàng hoàng, dưỡng bệnh cho tốt. Như vậy sức khỏe mới tốt được. Sức khỏe tốt mới có thể kiếm được nhiều tiền. Như vậy lúc ly hôn còn có thể chia cho tôi một ít. Cho nên tôi là người hy vọng anh sống tốt nhất trên thế giới này. Tiền, tiền, tiền. Cô tiếp cận tôi chỉ là vì tiền thôi sao? Đúng vậy. Tôi chỉ vì thích tiền của anh nên mới yêu anh. Tôi biết ngay mà. Đầu tôi đau quá. Chịu đựng chút đi. Ngày mai tỉnh dậy là đỡ ngay. Ngày mai tỉnh dậy sẽ khỏe thôi. Không phải là vì bị sốt, cũng không phải là vì bị ốm. Chính là vì cô. Tôi có bản lĩnh lắm. Cô cố ý làm tôi bực bội. Lúc nào cũng nhắc ly hôn với tôi, cãi nhau với tôi. Cô không quan tâm tôi, làm tôi bực bội. Tôi không quan tâm anh, sao có thể làm anh bực bội chứ? Làm gì mà cứ luôn nói mấy câu làm cho người ta để ý vậy? Anh đỡ sốt rồi, anh ở nhà nghỉ ngơi nhé, tôi có chuyện ra ngoài đây. Cô đi đâu? Anh yên tâm mà nghỉ ngơi đi. Tôi vẫn cảm thấy khó chịu. Tôi thấy anh khỏe rồi mà. Đầu tôi đau, tôi thấy anh không có chút vấn đề nào mà, tôi đi trước đây. Không phải chứ Kiều Nhược Tinh. Kiều Nhược Tinh. Mạc Tổng, thật sự xin lỗi anh, trên đường đi có chút chuyện làm lỡ nên đến muộn. Tiền tôi nợ anh tôi sẽ cố gắng trả cho anh nhanh nhất có thể. Không sao đâu. Dù sao tôi cũng chưa dùng đến tiền. Hay là tôi dẫn cô đi xem phòng thu nhé? Được. Nếu như năm đó tôi không kết hôn. Cô nói gì vậy? Hai người đang làm cái gì vậy? Sao anh lại đến đây? Ảnh diễm. Theo tôi về. Anh làm gì vậy? Đừng làm loạn nữa. Ai đang làm loạn chứ? Ảnh diễm. Có chuyện gì không thể nói đàng hoàng hay sao? Sao cậu phải động tay động chân chứ? Tránh ra. Có chuyện gì thì cậu bình tĩnh nói. Nếu như cậu còn động tay động chân nữa, cho dù là bạn bè hay là đối tác, tôi sẽ không để cậu đưa Nhược Tinh đi đâu. Nhược Tinh. Từ khi nào quan hệ của hai người trở nên thân mật như vậy hả? Tôi nói cho cậu biết, hôm nay tôi nể tình cậu là anh em của tôi sẽ không ra tay với cậu. Nếu như cậu còn dám tiếp cận vợ của tôi sẽ không khách sáo với cậu đâu. Ảnh diễm, chuyện không phải như cậu nghĩ đâu. Cậu đừng quá kích động. Mạc Tổng, bỏ đi, hôm nay tôi sẽ về với anh ta. Lần sau tôi sẽ liên lạc lại với anh. Bây giờ cậu ta không được bình tĩnh. Bất luận như thế nào tôi sẽ không để cậu ta dẫn cô đi đâu. Anh yên tâm, anh ấy sẽ không đánh tôi đâu. Không phải đã nói là không được dùng vũ lực hay sao? Cố Ảnh diễm, cậu làm đau cô ấy đấy. Mạc Tổng, anh không sao chứ? Anh bị điên rồi phải không? Anh đang phát điên cái gì vậy? Tôi thấy cô mới đang bị điên ấy. Anh bị điên à? Anh làm cái gì vậy? Cô nói xem tôi làm cái gì? Anh buông tôi ra. Tởm cả lên. Tức chết mất. Lại có thể nói là đáng tởm. Anh buông tôi ra. Anh muốn làm cái gì? Làm gì vậy? Cô lại vì cậu ta mà tát tôi. Tôi cảnh cáo anh. Nếu như anh còn lấy lý do sức khỏe kém mà ép buộc tôi sẽ không tha cho anh đâu. Cô không tha cho tôi như thế nào? Lúc tôi ốm ở nhà, cô lại ra ngoài lăng nhăng với đàn ông, lại còn là Mạc Minh Hiên, còn lại là Nhật Mộ Phồn Tinh. Lúc trước tôi cảnh cáo với cô chưa? Không được tiếp xúc với Mạc Minh Hiên. Cô cứ không nghe lời. Tôi chỉ qua lại bình thường với Mạc Minh Hiên. Qua lại bình thường. Bỏ mặc chồng của mình ở nhà, ra ngoài đi gặp đàn ông khác, đây gọi là qua lại bình thường sao? Cô có cái gì? Từ trước đến giờ cái gì cô cũng không nói với tôi đầu tiên. Cô còn coi tôi là chồng nữa không? Nói cho anh biết, nói cho anh có tác dụng gì không? Lúc tôi xảy ra tai nạn nhập viện phải cần chữ ký của người nhà thì anh ở đâu? Lúc tôi tìm việc cần sự giúp đỡ của anh lại không giúp. Tại sao tôi phải nói cho anh biết chứ? Nói cho anh biết để anh ngăn cản tôi sao? Cho nên cô đi tìm Mạc Minh Hiên. Cô bảo cậu ta giúp cô giới thiệu với Nhật Mộ Phồn Tinh đó đúng không?
Kiều Nhược Tinh, bây giờ hai chúng ta vẫn chưa ly hôn, cô có biết làm như vậy ảnh hưởng tới công ty nhiều như thế nào không? Từ trước đến giờ cô không bao giờ suy nghĩ đến hậu quả cả, lần nào cũng để tôi xử lý chuyện cho cô, vậy thì nhanh chóng ly hôn đi. Ly hôn xong thì tôi sẽ tự mình gánh trách nhiệm. Cô chịu trách nhiệm. Cô đừng có quên, lúc cô vào cái nhà này cô không có gì hết. Tất cả đồ từ đầu đến chân của cô đều là tôi cung cấp cho cô. Cô lấy cái gì để chịu trách nhiệm đây? Không phải chúng ta đã ký đơn ly hôn rồi sao? Cố tổng anh quên rồi à? Anh từng đồng ý với tôi, sau khi ly hôn đưa tôi 1 tỷ. Vậy ly hôn xong mình tôi có thể chịu trách nhiệm được. Được, ly hôn thì ly hôn. Cô tưởng rằng tôi sợ ly hôn với cô à? Từ trước đến giờ tôi chưa từng có suy nghĩ này. Tôi cũng chỉ là vì cố tổng mà giữ thể diện cho anh. Lúc anh vui vẻ thì tốt với tôi, lúc không vui vẻ thì cãi nhau ngược đãi tôi. Đều không phải là theo cảm tính của anh sao? Đúng, cô chính là một con chim hoàng yến. Dù sao tôi có tiền, màu hồng, màu xanh, màu trắng, màu tím, tôi đều có thể mua được. Nuôi một người ăn cháo đá bát như cô ở bên cạnh, thật sự là chướng mắt mà. Cố tổng có thể nghĩ như này thật sự là tốt quá rồi. Vậy thì mau chóng ly hôn đi, tha cho chính mình. Được thôi, ly hôn thì ly hôn. Lần này ly hôn là do cô đề ra. Tôi nói cho cô biết, đợi tôi đi công tác về, chúng ta sẽ đi làm thủ tục ly hôn. Cuối cùng cũng phải ly hôn sao? Cô Kiều, tình trạng của mẹ cô không ổn chút nào, mời cô qua đây một chuyến. Được, tôi lập tức qua ngay. Mạc tổng, sao anh lại ở đây? Tôi lo cho cô cho nên qua đây thăm cô. Tôi thấy ảnh Diễm vừa đi, cô không sao chứ? Xin lỗi anh, làm liên lụy đến anh rồi. Tính cách của ảnh Diễm tôi biết mà, tôi lớn lên từ nhỏ với cậu ấy, bây giờ cậu ấy đang tức giận mà thôi. Cô đang muốn ra ngoài sao? Tôi phải đến bệnh viện. Được, tôi đưa cô qua đó nhé. Làm phiền anh rồi. Xe ở bên này, được. Ba, sao ba lại ở đây? Thư ký Bạch, cô đến đây làm gì? Ba vẫn chưa ly hôn với mẹ con. Sao ba không thể đến được chứ? Nhiều năm như vậy không có thăm mẹ con. Hôm nay ba đến lại muốn cái gì nữa đây? Sao cô ăn nói như thế với ba cô hả? Tôi nói chuyện với ba tôi cô chen mồm vào làm gì? Con ăn nói với trưởng bối kiểu gì vậy? Một cô thư ký là cái thá gì chứ? Nói đi, rốt cuộc muốn cái gì? Hôm nay ba đến là muốn ly hôn với mẹ con. Ký tên vào tờ ly hôn này. Không thể nào, tôi không đồng ý. Mày không đồng ý. Tao nói cho mày biết, tao và mẹ mày vẫn chưa ly hôn đâu. Quyền giám hộ vẫn ở trong tay tao. Mày không đồng ý, tao sẽ rút ống thở của bà ấy ra, xem sau này có thể tiếp tục điều trị được nữa không. Tao nói là làm. Ông đừng tưởng rằng tôi không biết ông có kế hoạch gì. Bao nhiêu năm đều là một tay mẹ tôi gây dựng lên Kiều gia. Bây giờ ông lại muốn ly hôn, lại còn muốn rút ống thở. Không phải là ông muốn chiếm đoạt đồ của Kiều gia sao? Sau đó đuổi mẹ tôi đi à? Là vì cô ta đúng không? Loại thư ký không biết liêm sỉ như này. Tôi nói hôm nay các người đến đây là muốn làm cái gì? Cô không chê bẩn sao? Cô không chê phòng bệnh của mẹ tôi à? Nhà đầu thối, sao mày ăn nói như vậy hả? Đánh đi. Ông đánh tôi đi. Hôm nay nếu như ông động vào tôi đảm bảo rằng Cố gia sẽ không tài trợ gì hết cho Kiều gia. Nhược Tinh, sao cô có thể ăn nói như vậy với ba cô hả? Cô gả vào Cố gia trở thành phu nhân Cố đều là do tay ba cô giúp đỡ. Sao cô có thể uy hiếp ông ấy chứ? Hơn nữa vụ tai nạn xe 7 năm trước, mẹ cô thành người thực vật. Cô chỉ bị thương nhẹ, nhưng đối phương lại là hai người chết một người bị thương đấy. Chuyện này nếu như năm đó làm to lên, thì sẽ như thế nào hả? Cuối cùng vẫn là ba cô một tay giải quyết. Ba cô cũng tận tình tận nghĩa với mẹ cô lắm rồi. 7 năm trước là các người, tôi không quan tâm các người nói cái gì. Chuyện ly hôn tôi không đồng ý. Mời các người lập tức cút khỏi đây cho tôi. Trong mắt mày còn có người ba này nữa không? Kiều Húc Thăng, ông sớm đã thông đồng với người phụ nữ này rồi đúng không? 10 năm trước, lúc cô ta vào công ty làm thư ký của ông, lúc các người cấu kết với nhau, rốt cuộc còn có người con gái này không? Mày, ra ngoài. Đi đi đi, đừng tức giận. Nhà đầu thối, có đủ lông đủ cánh rồi nên như vậy à? Anh Kiều Hạ Vũ Nhu đó hình như sắp tỉnh lại rồi. Không đâu, em chắc chắn không? Không phải bác sĩ nói tỷ lệ sống rất thấp sao? Tỷ lệ sống thấp không thể hiện rằng là sẽ không tỉnh lại. Lỡ như bà ta tỉnh lại, chuyện tai nạn năm đó không phải là bị bại lộ hết ra sao? Nếu như để con gái của anh biết được chân tướng của tai nạn năm đó, thì bao nhiêu tiền cũng không giải quyết được đâu. Vậy em nói xem phải làm như thế nào? Như này, em phái vài người đi xem, tuyệt đối không để bà ta tỉnh lại.
Xin lỗi anh, hôm nay làm anh chê cười rồi. Không sao, hóa ra 7 năm trước xe đối phương lại là mẹ con cô ấy. Hôm nay cảm ơn anh đưa tôi đến bệnh viện. Tôi ở đây chăm sóc mẹ tôi, anh cứ đi làm việc trước đi. Được. Đi công tác. Hóa ra là đi cùng với Diêu Khả Hân. Phải nóng vội như vậy sao? Bệnh nhân tỉnh lại rồi, có thể vào trong thăm rồi. Được. Đi kiểm tra tiền phẫu thuật đi. Ba ơi, cuối cùng ba cũng quay lại rồi. Cháu đừng có nói lung tung nhé, chú không phải ba của cháu. Cháu đùa thôi, lần nào cũng làm bộ mặt lạnh lùng. Nói chuyện với trẻ con có thể nhẹ nhàng chút được không? Không phải chứ, lúc trước là bạn nhỏ nào từng nói là coi chú như bác sĩ vậy. Có phải cháu không? Đúng rồi chú Cố. Lần này cháu làm phẫu thuật xong, có phải là được ra ngoài chơi rồi không? Cháu không muốn ở lại bệnh viện tinh xa. Cháu muốn về Giang Thành với chú. Khả Khả, đây là lần cuối cùng cháu làm phẫu thuật, đợi cháu khỏe rồi, chú sẽ dẫn cháu đi gặp ba ruột của cháu. Ba chưa từng quan tâm đến cháu, cháu không muốn đi gặp. Khả Khả, thật ra ba của cháu, không phải là cậu ấy không muốn gặp cháu, cậu ấy có nguyên nhân của mình. Như này đi, đợi cháu khỏe lại, chú sẽ nói tất cả cho cháu biết. Được ạ. Vậy Diêu Khả Hân cũng đến đúng không? Có phải cô ấy lại làm yêu quái đúng không? Khả Khả, người ta từng cứu mạng cháu. Cháu lại ghét cô ấy như vậy sao? Đó là chú Cố nhiều tiền quá nên ngốc. Chú cho tiền cô ấy, chứ không cô ấy sẽ không cứu cháu đâu. Cháu hiểu chuyện lắm đấy. Cố Tổng, chuẩn bị xong tất cả rồi. Tối nay tiểu thư Diêu có thể làm phẫu thuật cấy ghép tủy cho Khả Khả rồi. Tôi biết rồi. Khả Khả, kiên trì lên nhé. Chú sẽ luôn ở bên cạnh cháu. Cô Kiều, Nhược Tinh. Mà tổng sao anh lại đến đây? Lo lắng cho cô. Ảnh Diễm đâu? Cậu ấy không ở cùng cô sao? Không liên quan gì đến anh ấy. Tôi sắp không còn quan hệ gì với anh ấy nữa rồi. Chắc cậu ấy đang bận việc. Cô Kiều, mẹ cô đang nguy kịch, bây giờ đang được đẩy vào phòng cấp cứu rồi. Tôi dẫn cô qua đó. Cái gì? Bác sĩ, tình hình phẫu thuật như thế nào rồi? Vô cùng thuận lợi. Mẹ, Nhược Tinh là tôi. Mẹ tôi đâu? Tôi phải đi tìm mẹ tôi. Nhược Tinh, cô bình tĩnh trước đi. Dì bị chết não, đã không còn khả năng cứu sống rồi. Bệnh viện nói nếu như rút ống thở ra cần phải sự đồng ý của người nhà. Bệnh viện liên lạc với ba cô rồi. Ông ấy nói để cô đích thân đến. Ông ấy bảo tôi rút ống thở của mẹ tôi ra. Tôi biết kết quả này cô khó mà chấp nhận được. Hay là chúng ta liên lạc lại với ba cô hoặc là người khác. Tôi gọi điện thoại cho cô Ảnh Diễm. Xin chào, số quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Cố Ảnh Diễm, tại sao mỗi lần tôi cần anh lại không ở bên cạnh tôi vậy? Nhược Tinh, hay là lúc nữa chúng ta liên lạc lại với Ảnh Diễm đi, bây giờ chắc cậu ấy đang bận. Không cần đâu. Tôi đi. Tôi đi.
Sau này con không muốn ở chung nhà với mẹ đâu. Vậy không được. Một năm con mới về một hai lần. Bây giờ con đang chê bai mẹ đúng không? Hồi nhỏ con thích ngủ với mẹ nhất mà. Mẹ có thể đừng quan tâm con nữa được không? Mẹ không quan tâm con thì ai quan tâm con đây? Mẹ là mẹ của con đấy. Mẹ ơi, kiếp sau con vẫn làm con gái của mẹ nhé. Mẹ. Sao thế? Cố tổng, mẹ của phu nhân qua đời rồi. Cái gì? Kiều Nhược Tinh không phải là kết hôn với Cố Ảnh Diễm rồi hay sao? Mẹ ruột không còn nữa. Sao ngay đến một người của Cố gia cũng không đến vậy? Cố gia hình như không thích Kiều Nhược Tinh cho lắm. Nhưng mà ngay đến tang lễ cũng không đến. Có phải là ly hôn rồi không? Làm dâu nhà hào môn không dễ chút nào. Đáng thương quá, mẹ ruột mất rồi. Ngay đến mặt chồng cũng không thấy đâu. Nhược Tinh, cô đến làm cái gì? Bây giờ cô nên gọi tôi là mẹ, bởi vì tôi đã đăng ký kết hôn với ba cô rồi. Cô xứng sao? Chẳng có gì là xứng với không xứng cả. Bây giờ đã là sự thật rồi. Mẹ mày qua đời rồi, sao lại không thông báo với tao một tiếng? Kiều tổng, vợ của ông cũng không biết sao? Ông nên suy nghĩ lại đi. Tôi nói chuyện với con gái tôi, một người ngoài như cậu chĩa mồm vào làm cái gì? Kiều Húc Thăng, hôm nay ông đến là tiễn đưa mẹ tôi thì ngoan ngoãn lên thắp hương. Nếu như đến làm loạn thì cút ra ngoài cho tôi. Tao là ba mày đấy, mày lại có thể ăn nói như vậy với tao à? Đừng sỉ nhục cái từ này. Hôm nay tôi không muốn cãi nhau với ông. Ông và người tình này của ông nếu như hôm nay làm hỏng tang lễ của mẹ tôi, tôi đảm bảo sẽ làm hai người chết không dễ dàng. Không tin thì ông thử xem. Đi thôi. Nhược Tinh, tôi đã gọi điện cho Ảnh Diễm rồi, chỉ có điều vẫn không có ai bắt máy. Không cần quan tâm anh ta, chắc bây giờ anh ta đang ở cùng với Diêu Khả Hân, không có thời gian. Xin lỗi nhé, máy bay của anh bị trễ, em bị tức ngực, anh ra ngoài cùng em đi dạo chút, được. Cố tổng, sao anh chỉ có thể cúi đầu thôi vậy? Trong trường hợp như vậy, không phải anh nên để tang sao? Là phải quỳ gối nữa? Không phải, tôi không biết tình huống này. Cậu cũng không nói cho tôi một tiếng. Tôi là con rể nên trọng hiếu. Nghe nói phu nhân tối qua ở đây quỳ nguyên một tối. Cậu tối qua đi đâu vậy chứ? Tối qua giúp một người bạn làm chút việc. Bạn nào mà có đặc quyền như vậy? Có người bạn nào của cậu mà tôi không biết chứ? Nhược Tinh mấy ngày nay tâm trạng không tốt. Tối hôm mà cô mất, cô ấy bị hôn mê. Mấy ngày nay cậu quan tâm cô ấy nhiều một chút. Tôi biết rồi. Cố Ảnh Diễm, chúng ta ly hôn đi. Bây giờ không phải lúc để nói chuyện này. Đối với tôi mà nói, bây giờ là thời cơ tốt nhất. Chúng ta không phải đã nói đợi anh trở về thì lập tức lấy đơn ly hôn sao? Bây giờ anh quay về rồi cũng nên tính đến chuyện này rồi. Tranh thủ bây giờ, ở cục dân chính vẫn có thể lĩnh được giấy ly hôn. Như vậy ngày mai cũng không cần đụng mặt nữa. Anh nói rồi, chuyện này để về nhà chúng ta nói. Tôi không muốn về rồi mới nói. Anh yên tâm, tôi không cần một xu nào của anh đâu. Cũng không cần tài sản gì cả. Tôi chỉ cần một tờ giấy ly hôn. Được. Em quyết định muốn ly hôn với tôi phải không? Từ trước tới nay tôi chưa từng có quyết định chắc chắn như bây giờ. Vị trí cố phu nhân này, ai muốn thì người đấy đi mà làm. Tôi làm đủ rồi. Ngày mai lúc 9 giờ sáng, chúng ta gặp nhau ở cục dân chính. Hôm nay anh không có thời gian sao? Không phải hôm nay là lễ tang của bác gái. Không có phù hợp, buông tay. Lúc mẹ tôi mất anh không đến. Anh còn để tâm cái này sao?
Block tôi. Gấp gáp như vậy muốn làm rõ mối quan hệ với tôi sao? Đã 9 giờ rồi, sao Cố Ảnh Diễm vẫn chưa tới? Tôi gọi một cuộc điện thoại giục anh ta. Alo, đã đến giờ rồi, anh ở đâu vậy? Đang trên đường, lát nữa là đến rồi. Lát nữa là bao lâu? 5 phút hay là 10 phút? Có một cái thời gian cụ thể không? Không phải chứ, cũng đã được 3 năm rồi sao em gấp vậy chứ? Siêu gấp. Bây giờ tôi đã chuẩn bị sẵn sàng ly hôn rồi. Vậy nên thêm 1 giây 1 phút đối với tôi mà nói đều là sự dày vò. Bây giờ anh mau chóng qua đây. Chậm chạp không phải là phong cách của anh. Là do nguyên nhân gì mà muốn ly hôn? Tôi ngoại tình. Chồng cô đẹp trai như vậy mà cô lại đi ngoại tình. Ngoại tình tinh thần. Ngoại tình tinh thần không được tính là hoàn toàn ngoại tình. Một là nhất thời kích động mà thôi. Tôi thấy hai người kết hôn cũng 3 năm rồi. Trước đây cũng chưa từng đưa ra đề nghị ly hôn. Cơ sở tình cảm vẫn còn. Hay là suy nghĩ thêm một chút. Không cần suy nghĩ. Ly hôn. Ý kiến bên nam thì sao? Tôi không có ý kiến gì hết. Đợi lát nữa là đến giờ của tôi rồi. Cô làm nhanh đi. À đúng rồi, hai người có con chung không? Nhà cửa tài khoản bàn bạc phân chia ra sao chưa? Không có con cái. Năm đó khi kết hôn, tôi có của hồi môn là một chiếc xe. Nhà là anh ấy mua. Vì tôi ngoại tình tinh thần nên không cần tài sản. Trừ cái xe của tôi ra tôi chẳng cần gì cả. Vậy hai người cũng qua loa quá rồi. Ý kiến của anh thì sao? Tôi không có ý kiến gì cả. Cô cứ theo lời cô ấy nói phân chia. Vậy hai người xem. Nếu không có vấn đề gì có thể ký. Hay là hai người suy nghĩ thêm chút nữa đi. Không cần phải nghĩ. Giữa chúng tôi không có cơ sở tình cảm. Hai người bên nhau chỉ có thể giày vò lẫn nhau thôi. Cố tổng ký tên đi. Như vậy sau này anh cũng không cần lén lén lút lút nữa. Để tránh làm tôi thấy buồn nôn. Không phải, sao em nói cay nghiệt vậy chứ? Anh lần đầu tiên gặp tôi đã luôn nói chuyện kiểu như vậy rồi. Những sự hiểu chuyện và ngoan ngoãn trước kia của tôi cũng chỉ là để toan tính có được 1 tỷ của anh. Giả đó, bây giờ tôi không cần. Sao tôi phải lấy lòng anh? Ký đi. Không phải chứ Kiều Nhược Tinh. Nhược Tinh, tôi hỏi cô một chuyện. Tái hôn bao lâu mới có thể làm? Tái hôn? Qua hôm nay thì bất cứ hôm nào cũng có thể. Được lắm. Ngày mai gặp nhé. Kiều Nhược Tinh, tôi nói cho em biết, ba chúng ta bây giờ đã ly hôn rồi. Vậy nên những cái trang sức trên người em, còn có những cái túi hãng, cũng chẳng còn liên quan gì đến em nữa. Vậy nên nói làm người ấy mà. Vẫn nên là phải có trách nhiệm, biết trả giá. Có điều, hai chúng ta kết hôn nhiều năm như vậy rồi. Nếu như em, thật lòng mà xin lỗi tôi nói không chừng có thể tha thứ cho em. Như vậy thì, ngày mai có thể cùng tôi. Không phải chứ Kiều Nhược Tinh, ấy Cố tổng ly hôn rồi. Y chuyện vợ chồng chúng tôi thì liên quan gì đến cô? Trước đây hai người là vợ chồng, mà vợ chồng cãi nhau, thân là một người bạn, đúng thật là không nên can thiệp vào. Nhưng mà bây giờ hai người ly hôn rồi, tôi nói cho anh biết đừng hòng bắt nạt cô ấy. Bắt nạt cô ấy tôi liều mạng với anh, tôi bắt nạt cô ấy. Là cô ấy muốn ly hôn với tôi, anh đồng ý rồi mà. Cô ấy lúc ở nhà tang lễ, không nể mặt tôi như vậy, lẽ nào tôi còn cần. Mặt của Cố tổng đáng tiền thật đấy. Vì sĩ diện mà mất vợ rồi. Tôi với cô ấy chỉ là tạm thời ly hôn thôi. 2 ngày sau là sẽ ổn cả thôi. Và lại từ trước đến nay tôi chưa từng nói không cần cô ấy. Làm rõ chút là cô ấy không cần anh. Sao cô ấy không cần tôi chứ? Giữa chúng tôi chỉ là như đôi tình nhân bình thường. Dỗi nhau giận hờn chút thôi. 2 ngày nữa là ổn ấy mà. Mẹ cô ấy bệnh nặng anh mất tích. Tang lễ của mẹ cô ấy anh không quỳ gối. Cô ấy còn cần anh làm gì? Tự làm mình tức chết sao? Vả lại 3 năm rồi. Chuyện này tôi có thể giải thích. Vả lại lúc ở nhà tang lễ. Đủ rồi. Cố tổng, nếu như anh muốn giải thích thì giải thích cho người cần giải thích nghe.
tôi không rảnh. Bỏ chặn anh ngay. Thần kinh. Cút. Em bỏ chặn đi, chúng ta nói chuyện. Chuyện tang lễ anh muốn giải thích thì xuống mà giải thích với mẹ vợ cũ của anh. Không phải. Nè A Tinh, Cố Ảnh Diễm chuyển cho cậu 1.000 vạn. Người này có phải bị đại bệnh gì đó không? 80% là uống say rồi, thì não bị vấn đề. Nè Tiếu Tiếu, cậu có thể giúp tớ một chuyện không? Hạng mục này nhất định phải hoàn thành trước 3 giờ ngày mai, tôi cần xem kết quả. Sao thế? Là Cố Ảnh Diễm sao? Sao lại là cô chứ? Nhược Tinh không muốn nói chuyện với anh, vậy nên nhờ tôi chuyển lời giúp, lấy lại cái đồng tiền thối của anh dùm. Lão nương không cần thương hại, lần sau còn chuyển tiền đến nữa tôi tố cáo anh quấy rối. Đây là Nhược Tinh nói đấy nhé. Nhược Tinh đâu bảo cô ấy nghe máy. Đều nói rồi Nhược Tinh không muốn nói chuyện với anh, nghe thấy giọng anh là buồn nôn. Tiện nam. Kiều Nhược Tinh về chưa? Phu nhân ở phòng ngủ rồi, nói là muốn lấy một chút đồ. Tôi thu dọn đồ rồi rời đi. Không phải. Tôi không hề có ý muốn đuổi em đi. Cố Tổng, có phải anh muốn kiểm tra một chút cái vali của tôi, xem có đem tiền của Cố ra về không? Không phải. Hai chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng đi. Tôi không có gì để nói với anh cả. Không phải Nhược Tinh. Hôm mà mẹ em qua đời. Vậy thì sao? Anh không đến bệnh viện, không dự tang lễ, đều chấp nhận được. Vì anh có người cần ở cùng phải không? Không phải sao em lại cứ luôn xuyên tạc ý của anh thế? Hôm nay anh đặc biệt đến để xin lỗi em đó. Cách xin lỗi của anh thật là có 102. Tôi không nghe ra là xin lỗi luôn. Xin lỗi. Xin lỗi là cái câu nói vô dụng nhất trên thế giới này. Đừng có gặp mặt nữa. Đây là bù đắp lớn nhất đối với tôi. Không phải sao phải tránh xa em ra một chút chứ? Anh thực sự không hiểu. Là bởi vì Mạc Minh Hiên sao? Hay là bởi vì cái người Nhật mộ Phồn Tinh? Là bởi vì hai người đàn ông đó sao? Hay là bởi vì anh không thể sinh con cho em, nên em mới nhất định phải anh? Nè đủ rồi, em tưởng rằng tôi không dám động tay với em sao? Tôi hối hận vì đã kết hôn với anh. Giang thành lớn như vậy, hai chúng ta sau này đừng gặp lại nữa. Em có gì thì nói ra được không? Đừng như vậy nữa. Cố Tổng, cái này là cái anh bảo tôi điều tra tư liệu của Kiều gia. Lúc tôi tra tư liệu phát hiện tai nạn xe 7 năm trước có vài vấn đề. Vấn đề gì? Tự sát. Theo như Kiều Húc nói, mẹ của phu nhân có dấu hiệu chứng trầm cảm, vậy nên mới cố ý tiến lại gần cái xe mà chết. Trên xe cũng phát hiện ra có thuốc trầm cảm. Nhưng theo ghi chép về chữa bệnh, mẹ của phu nhân trước vụ đụng xe 5 tháng đã dừng thuốc để hồi phục rồi. Cũng tức là nói, đây không phải sự cố, mà có người cố ý giết người. Tiếp tục điều tra. Được. Vậy tôi có cần phải nói cho phu nhân biết không? Trước tiên không cần, điều tra rõ ràng rồi nói với cô ấy. Cầm đi đi. Tiểu thư, cô đã uống rất nhiều rồi. Quay về sớm đi, người nhà cô sẽ lo lắng đó. Tôi không có nhà. Mẹ tôi mất rồi. Người nhà tôi cũng không ai đợi tôi cả. Vốn dĩ là không có ai quan tâm đến tôi. Sao em lại uống nhiều như vậy? Nhược Tinh, em vẫn ổn chứ? Tiểu Diễn Tử, anh đến rồi. Mau, đưa ai ra về cung,
Em muốn đi đâu? Em á? Em muốn đi ngắm sao? Ngắm sao? Được. Lạnh quá đi. Ở đây gió lớn đương nhiên là lạnh rồi. Cố ảnh diễm, có phải anh bị ma nhập rồi không? Sao anh lại biết khoác áo cho em chứ? Không phải anh nên cướp váy của em xong tự mặc lên người chứ? Đừng động. Bị ma nhập thì bị ma nhập. Thứ em thích cũng chỉ là xác thịt của anh. Vậy bản thể của anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Thành niên chưa? Là xuyên không từ thời cổ đến đây hay là từ hiện tại đến hiện tại? Anh nói gì đi chứ? Từ hiện tại đến hiện tại đi. Thì ra là người thời đại này à. Em còn tưởng là có thể gặp được một người cổ đại trong sáng. Vậy, vậy anh xuyên không vào cơ thể Cố Ảnh Diễm. Thì Cố Ảnh Diễm đâu? Cậu ấy đã ly hôn với em rồi. Vậy thì anh ta vĩnh viễn đừng có quay về nữa. Hy vọng là anh ta nhập vào một con lợn. Sau đó lúc đón năm mới, bị người ta cắt da bầy lên bàn, cắt cái não lợn của anh ta. Dậy rồi sao? Đây là đồ anh chuẩn bị cho em tắm xong có thể thay. Tối hôm qua là anh đưa em đến khách sạn sao? Em không nhớ nữa sao? Tối hôm qua em uống say rồi. Em có nhớ một chút? Có phải là em trong cơn say đánh anh không? Em thật sự không nhớ chút gì sao? Còn quá đáng hơn thế sao? Em dùng áo anh để lau nước mũi, có tính không? Thật á? Em thật sự không nhớ chút gì cả. Hay là anh đưa đồ cho em? Em giặt giúp anh. Đùa em thôi. Được rồi, em sửa soạn trước đi. Lát nữa đi về nói tiếp. Anh ở ngoài đợi. Chiều anh còn có việc. Hay là em đến phim trường trước đi. Có thể tìm đạo diễn nói chuyện trước, thảo luận về vấn đề kịch bản trước. Có điều chiều nay Diêu Khả Hân cũng tới. Em có thể mà. Vả lại em và Cố Ảnh Diễm đều đã ly hôn rồi. Không quan tâm điều này. Kiều Nhược Tinh qua đêm cùng người đàn ông khác, lại còn là Mạc Minh Hiên. Đợi mình gửi cho Ảnh Diễm, để anh ấy nhìn thấy rõ bộ mặt thật của cô. Mau lên mau lên. Sao cô lại đến đây? Chỗ này là chỗ mà cô nên đến sao? Cút. Kiều Nhược Tinh, cô ăn nói kiểu gì thế? Cô vẫn tưởng rằng mình là Cố phu nhân sao? Ở cái phim trường này, tôi chỉ cần động tay là giết được cô. Cô muốn giết tôi thế nào? À, tôi quên mất. Cô không có Ảnh Diễm, liền nịnh bợ Mạc Tổng. Kiều Nhược Tinh, cô đúng là một món hàng rẻ tiền biết lôi kéo người khác. Vậy cô thì quang minh chính đại sao? Tôi nịnh bợ hay lôi kéo ai thì liên quan gì đến cô? Cái đồ không biết xấu hổ như cô cũng chỉ biết làm tiểu tam quyến rũ chồng người khác. Mọi người mau đến mà xem. Kiều Nhược Tinh, ngoại tình khi chưa ly hôn không làm tròn bổn phận người vợ, lại còn thuê phòng ở bên ngoài cùng đàn ông khác, đúng là không biết xấu hổ. Đây là cô động đến tôi trước đó nhé. Tôi động đến cô thì đã sao nào? Danh tiếng của cô bị vấy bẩn rồi. Cố gia càng không thể nào cần cô. Cô dám đẩy tôi? Người đẩy là cô. Bác sĩ, cô ra tay khá mạnh. Cô ta không sao chứ? Cô ấy là diễn viên tổ phim của chúng tôi. Còn cô ta có sao không? Con á, đúng, cô ta mang thai rồi. Diêu tiểu thư không hề mang thai. Cô ta không mang thai sao? Không mang thai. Cô ta vẫn luôn lừa mình. Vậy thì cô ta và Cố Ảnh Diễm có quan hệ gì chứ? Nhanh thế đã có người đến hỏi tội rồi sao? Thần kinh sao? Chất lượng rượu kém như vậy e cũng dám uống. Và lại còn ở trước mặt Minh Hiên. Tôi không phải đã từng nói em tránh xa cậu ta ra một chút sao? Em uống rượu. Dáng vẻ sau khi em uống rượu xong trông như thế nào em có biết không? Tự mình biết rõ thân phận của anh đi. Anh là chồng cũ. Chồng cũ. Anh rất lo cho em. Sao Cố Ảnh Diễm cứ chuyển tiền cho mình vậy? Lẽ nào anh ta tưởng rằng mình ở bên cạnh anh ta là để moi tiền sao?
Độc thân có thể theo đuổi được. Người có sức khỏe ưu tiên trước. Nè, cô phải ở viện một khoảng thời gian đã. Mới được về phim trường. Để tránh toàn tổ phim phải đợi cô. Cô đã đánh tôi lại còn ngạo mạn như vậy. Tôi nên khởi kiện cô mới phải. Mách lẻo với cô ảnh diễm. Ở phim trường này tôi động ngón tay thì cô phải chết. Diêu đại minh tinh uy hiếp người khác. Vì an toàn cá nhân của tôi buộc phải ra tay tự vệ. Nếu như để cô ảnh diễm biết cô ngụy tạo mang thai giả, thì sẽ xử lý cô thế nào? Cô Diêu Khả Hân, tôi khuyên cô nếu có ý đồ xấu với tôi, thì tôi sẽ để cô đi thử cảm giác đeo vòng số 8. Cố tổng phu nhân đang trạng thái tìm bạn trăm năm. Đừng có nói liên thuyên với tôi. Không lừa anh. À đúng rồi, phu nhân block anh rồi, anh không xem được. Đây anh xem đi. Vãi thật, cô ấy làm vậy thật sao? Phu nhân bảo là sức khỏe tốt được ưu tiên là ý gì chứ? Không phải anh không ổn, không thể thỏa mãn hết phu nhân đó chứ? Tôi thấy cậu nói chuyện sao mà tôi muốn đánh cậu thế chứ? Cậu mới không ổn đó. Anh đừng giận. Tôi chỉ thuận mồm nói vậy thôi. Anh xem phu nhân đang trạng thái tuyển bạn đời. Tôi thấy sẽ có rất nhiều người nghĩ như vậy. Anh cũng đừng trách tôi nhiều lời. Anh xem đi, phu nhân trông xinh đẹp như vậy. Trong cái giang thành này, nhất định rất nhiều người thích. Chỉ cần anh buông tay, sẽ có một đám người theo đuổi. Anh phải biết nắm bắt. Cậu đến giúp tôi hay cười tôi vậy? Nhất định là giúp anh rồi. Có điều cố tổng, trước đây anh nói là do tính cách không hợp với phu nhân. Sao tôi thấy không giống lắm vậy? Cút, dạ được. Kiều Nhược Tinh, em vội vã đến như vậy sao? Cháu về nhà ngay cho bà. Cháu làm cái gì vậy hả? Lại dám giấu bà chuyện ly hôn với Nhược Tinh. Cháu về ngay đây ạ. Cháu chào bà. Cháu làm vậy là sao hả? Cháu thực sự muốn ly hôn với Nhược Tinh thật sao? Là cô ấy cứ nhất quyết đòi ly hôn với cháu thôi. Vậy cháu thì sao? Cháu đương nhiên là không muốn rồi. Bà nói cháu nghe. Giờ cháu kiếm đâu ra một người vợ ngoan hiền như vậy được cơ chứ? Người ta gả cho cháu, chăm sóc cho cháu. Cháu đấy, đúng làm bà già này tức chết đi được mà. Vậy thì bà ơi, bà nói xem bây giờ cháu phải làm như thế nào? Ngồi đó đợi đi. Bà làm gì vậy bà? Thì gọi điện cho nó. Bà đừng gọi mà bà. Cháu cãi nhau với cô ấy rồi. Nhược Tinh à, là bà đây. Bà sắp không xong rồi. Bà ơi, bà không sao chứ ạ? Cháu đến rồi. Nào qua đây ngồi đi. Bà nhớ cháu lắm. Nhớ chết đi được. Cháu đấy. Bà chưa kịp nói xong thì cháu đã tắt điện thoại rồi. Bà không sao thì tốt rồi. Bà làm cháu sợ lắm đấy. Nhìn cháu đi, vội vội vàng vàng chạy đến đây. Người đổ hết cả mồ hôi ra rồi. Mau vào thay bộ đồ khác đi. Tối ăn với bà một bữa rồi về được không? Bà ơi. Hay là... Này Nhược Tinh, cháu hãy đáp ứng tâm nguyện của bà già sắp chết này đi. Coi như đáp ứng tâm nguyện cuối cùng này thôi. Bà đừng nói vậy. Cháu đồng ý với bà mà. Vẫn là Nhược Tinh tốt với bà nhất. Vậy cháu vào trong tắm rửa thay đồ nhé. Ừ, đi đi. Tạm thời đừng vào. Ai cho anh vào chứ? Để anh giúp. Anh đừng động vào tôi. Đã bảo anh đừng động vào tôi mà cái đồ lừa đảo. Anh lừa em cái gì chứ? Có phải là anh đưa ra chủ ý bảo bà gọi tôi đến đây đúng không? Anh làm như vậy không sợ bà sẽ bị như vậy thật sao? Đây là ý của bà tự nghĩ ra. Không phải là của anh. Tôi không cần biết. Nói chung anh là kẻ lừa đảo. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa. Anh lại muốn sàm sỡ tôi. Anh sàm sỡ em sao? Anh vào phòng cũng không chịu gõ cửa. Nhà của anh việc gì mà phải gõ cửa chứ? Được. Cứ coi như là tôi câu dẫn anh đi. Nhưng mà anh bước vào nhìn thấy cảnh này thì cũng phải biết đường mà bước ra chứ. Nếu nói thay đồ trước mặt của anh là câu dẫn thì anh nói cho em biết đó là cấp thấp nhất rồi.
Nhưng mà theo những gì em nói, anh cũng có thể suy nghĩ lại. Tôi cảnh cáo anh, chúng ta đã ly hôn. Giờ anh mà dám làm gì tôi, thì anh đừng trách tôi đi kiện anh. Anh sẽ không làm gì em, trừ phi là em tự nguyện. Ai thèm tự nguyện với anh? Em ngồi xuống trước đã. Anh muốn hỏi em một chuyện. Hỏi đi. Chuyện ấy của anh thực sự kém đến vậy sao? Em nói gì đi chứ? Tôi làm sao mà biết kém hay là không? Hay là vậy đi, đợi tôi có bạn trai mới rồi ngủ với anh ta, sau đó tôi sẽ so sánh rồi nói cho anh được không? Em còn muốn thử với người khác nữa cơ à? Chúng ta ly hôn rồi, sao tôi lại không được tìm người khác chứ? Chồng người khác thì một tối 8-9 lần, anh thì một lần còn không nổi nữa. Tôi rút kinh nghiệm từ anh. Trước khi cưới phải thử cho biết. Nếu gặp phải người như anh, tôi tuyệt đối sẽ không cưới. Hoang đường. Một tối 8-9 lần, em coi con người như là con ngựa vậy. Em đấy, hai lần là đã không chịu được rồi. Thế nào, em lại muốn ngày hôm sau bỏ xuống giường mà đi làm à? Không cần nói nhiều. Vậy thì thử đi. Anh quên là vừa đã nói gì rồi sao? Anh nói cái gì? Anh nói nếu tôi không muốn thì anh không ép mà. Anh có nói à? Sao anh không nhớ gì hết nhỉ? Hơn nữa anh nói gì là em cũng tin sao? Coi như là không tính nhé. Hôm nay anh nhất định phải làm. Anh động vào em đấy thì sao? Bỏ tôi ra. Nếu bà vào trong thì biết làm sao hả? Đừng để bà hiểu lầm. Bà nhìn thấy thì sao chứ? Bà ơi cẩn thận. Sao cháu nhanh vậy đã ra rồi? Bà ơi, cháu chỉ là thay đồ thôi. Cái đồ vô dụng. Nào cạn ly. Nhược Tinh à, bà đã giúp cháu dạy cho thằng nhóc này một bài học rồi. Nó đúng là đáng đánh. Chúng ta cũng không nên vì nó mà làm ảnh hưởng đến bản thân. Bà nói đúng ạ, nếu như bây giờ cháu không còn giận nữa, vậy cháu với ảnh Diễm chọn một ngày nào tốt đi lấy giấy chứng nhận kết hôn về đi. Hơn nữa cũng sắp đến sinh nhật của bà rồi, chúng ta hãy tổ chức một bữa tiệc chúc mừng vào ngày đó luôn được không? Cháu thấy sao? Như vậy vui càng thêm vui. Vừa hay mấy ngày này anh cũng rảnh nữa. Anh rảnh nhưng tôi không rảnh. Lão phu nhân, có Mộ Tổng đến thăm ạ. Mộ Tổng đến sao? Cháu vào ăn chung đi Minh Hiên. Bà không mời mà cháu đến cũng hơi ngại. Cháu nói cái gì vậy? Cháu nói đi đâu vậy chứ? Minh Hiên à, cháu cứ như hồi nhỏ ấy. Ngày nào cũng đến đây chơi với bà. Nào, bát đũa có thêm rồi. Cháu cùng ăn chung đi. Dạ, ăn đi, Mộ Tổng. Tôi nhớ là anh rất thích ăn ngọt. Anh ăn thử món này đi. Đây là bà làm cho anh mà. Nhưng mà anh có thích ăn ngọt đâu. Khẩu vị con người đúng là thay đổi thất thường thật. Nào cháu ăn đi. Minh Hiên à, cháu về nước lâu như vậy rồi. Gia đình đã sắp xếp cho cháu đi xem mắt chưa vậy? Sắp xếp thì có sắp xếp, nhưng mà do công việc bận rộn quá nên cháu vẫn chưa đi được. Công việc thì công việc, nhưng cưới hỏi là chuyện đại sự, không thể để lỡ được. Nếu cháu thích cô gái nhà nào, cứ bảo với bà. Bà sẽ giúp cháu. Mấy người mà bà biết công việc này, nhan sắc này đều rất là tốt. Cháu còn có yêu cầu gì thì cứ nói với bà. Ví dụ như học vấn này, ngoại hình này, công việc, tính cách. Cháu cứ việc nói với bà lo được. Cháu thì cũng không có yêu cầu gì cả, chỉ cần nhìn được là được. Học vấn cao một chút. Yêu cầu của cháu thế là cũng cao rồi. Lúc đó thằng nhóc ảnh Diễm này, nó cũng nói chỉ cần nhìn được là được. Bao nhiêu cô gái xếp hàng dài mà nó lại chọn Nhược Tinh. Tìm được một người như Nhược Tinh, bà nghĩ rằng cả cái Giang Thành này không kiếm được người thứ hai như nó đâu. Dạ đúng ạ. Nhược Tinh đúng là nhìn rất được. Cậu có ý gì? Tôi nói này Minh Hiên, đang yên đang lành cậu đến nhà của tôi làm gì? Rốt cuộc cậu muốn gì? Tôi thì cũng chỉ là từ nước ngoài trở về thôi. Về đến đây thì muốn đến thăm lão phu nhân, nhưng không ngờ lại gặp hai người ở đấy. À đúng rồi, có chuyện quan trọng quên không nói với cậu. Chuyện gì? Trước đây Nhược Tinh vì muốn chữa bệnh cho mẹ của mình mà phải đi làm trong công ty giải trí Hoàn Vũ.
Hôm đó cậu nhìn thấy cô ấy ở trong đó cũng chỉ là cô ấy đang làm việc mà thôi. Mà chuyện này thì có liên quan gì đến tôi chứ? Bà ơi, cháu qua bên đó xem thử. Ừ, đi đi. Còn chuyện này nữa. Sau khi tin tức được lan truyền đi, công ty giải trí Hoàn Vũ sẽ hủy hợp đồng với Diêu Khả Hân. Đến lúc đó cậu nên tìm một con đường mới cho cô ấy rồi. Tôi tìm cái gì cho cô ấy chứ? Cô ấy và tôi đâu có quan hệ gì. Cậu không phải là người tài trợ cho cô ấy sao? Cái gì mà tài trợ chứ? Tài trợ cái gì vậy? Tôi chỉ đang nói chuyện với ảnh Diễm về con đường tương lai của cô Diêu thôi. Anh Cố, sau này mong anh hãy quản lý chó của mình cho tốt. Đừng để nó ra ngoài kia cắn người bậy bạ. Nếu để nó cắn người ta, thì người chủ không biết dạy bảo như anh phải là người chịu trách nhiệm đấy. Ý của em là sao? Ý ở trên mặt chữ đấy. Minh Hiên, chúng ta đi đến chỗ của bà thôi. Được. Mộ Tổng đã hủy giao ước với Diêu Khả Hân rồi sao? Cô ấy dù sao cũng rất là tuyến nhân vật chính đấy. Có gì đâu, tìm một người khác có khi còn diễn tốt hơn cô ấy đấy. Một bộ phim hay như vậy mà kỹ năng diễn xuất của Diêu Khả Hân kém quá, làm mất đi độ hot của phim. Để xem sau này ai dám thuê cô ấy diễn nữa. Đúng đấy. Ảnh Diễm, em có chuyện muốn nói với anh. Chúng ta đã không còn gì với nhau nữa rồi. Nhưng mà... Mộ Minh Hiên, Nhật Mộ Phồn Tinh, anh dám giúp Kiều Nhược Tinh đối phó tôi sao? Vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Alo, gỡ toàn bộ hot search của tôi ở trên mạng. Tôi sẽ về công ty của anh. Nhược Tinh, Diêu Khả Hân tung tin đồn trên mạng. Công ty giải trí Nhật Mộ Phồn Tinh vì giúp cậu mà cố tình nhằm vào cô ta, sửa đổi kịch bản gây nên vấn đề lớn. Bây giờ trên mạng toàn đồn xấu về cậu thôi. Cô ta còn dám làm ra chuyện này sao? Đúng đấy. Cô ta còn định mở một cuộc họp báo nữa, bắt cậu và công ty Nhật Mộ Phồn Tinh phải công khai xin lỗi cô ta. Được thôi, cô ta thích thì mình chiều. Tôi sợ là đến chê cười tôi thì có, đặc biệt đến thêm dầu vào lửa. Ở trong lòng cô tôi là người như vậy sao? Rồi sao nữa? Mạc Tổng, buổi họp báo sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào thôi. Tôi vẫn chưa nói chuyện xong với cô đâu. Từ lúc tôi vào ngành đến giờ, đều luôn chăm chỉ cực khổ rèn luyện diễn xuất, nhưng không biết từ khi nào lại đắc tội với Kiều Nhược Tinh. Cô ấy cố ý để Nhật Mộ Phồn Tinh bôi nhọ vai diễn của tôi, làm cho mọi người hiểu lầm vấn đề diễn xuất của tôi. Nhật Mộ Phồn Tinh này vô trách nhiệm quá. Đường đường là biên kịch lớn trong ngành, lại có thể vì phụ nữ mà làm ra chuyện này. Nói không chừng hai người họ sớm đã câu kết với nhau rồi. Thủ đoạn của Kiều Nhược Tinh được đấy. Nghe nói chẳng có ai quen biết Nhật Mộ Phồn Tinh, cô ta sao có thể câu kết với người ta được chứ? Diêu Khả Hân này chịu ấm ức thật đấy. Vai diễn của mình bị bôi nhỏ vẫn kiên trì diễn xong. Kiều Nhược Tinh và Nhật Mộ Phồn Tinh bắt buộc phải xin lỗi. Đúng vậy. Cô Kiều Nhược Tinh, cho hỏi rốt cuộc cô và Nhật Mộ Phồn Tinh có quan hệ gì? Anh ta tại sao lại giúp cô? Có phải hai người có quan hệ bất chính không? Nhật Mộ Phồn Tinh vì cô mà thay đổi kịch bản, đây là hành vi không bình thường. Sau khi xin lỗi nhất định phải rút khỏi ngành. Tại sao chỉ có cô Kiều tham dự cuộc họp vậy? Nhật Mộ Phồn Tinh đâu? Lẽ nào anh ta không dám lộ mặt đối diện sao? Lời mà Diêu Khả Hân nói không phải sự thật, sao có thể không phải chứ? Chuyện đến ngày hôm nay cô vẫn không dám thừa nhận sao? Nếu không phải cô, Nhật Mộ Phồn Tinh sao có thể thay đổi kịch bản của tôi chứ? Nếu như không chột dạ, sao lại không dám tham dự buổi họp báo chứ? Ai nói anh ấy không đến? Tôi chính là Nhật Mộ Phồn Tinh. Kiều Nhược Tinh chính là Nhật Mộ Phồn Tinh. Sao lại như thế này chứ? Diêu Khả Hân, sao tôi có thể quyến rũ chính mình chứ? Ngược lại là cô diễn xuất của cô tệ hại như vậy. Nét diễn thì cứng như khúc gỗ vậy, hủy hoại kịch bản Tiểu Sử Linh Long hay như vậy, còn có mặt mũi quay lại cắn tôi một cái. Mặc dù hiểu lầm đã được giải quyết, nhưng tôi sẽ tố cáo Diêu Khả Hân. Tố cô ta tội phỉ báng, cô phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Diêu Khả Hân, diễn xuất của cô kém như thế còn thích đổ lỗi cho người khác. Nhật Mộ Phồn Tinh là biên kịch lớn trong ngành, sau này cô còn có thể nhận được kịch bản tốt không? Nhật Mộ Phồn Tinh chính là Kiều Nhược Tinh, cô có cảm thấy bất ngờ không? Cô Diêu, cô vào nghề lâu như vậy rồi, diễn xuất vẫn kém như vậy, cô có muốn rút khỏi nghề không? Hình như anh không có chút bất ngờ gì tôi là Nhật Mộ Phồn Tinh. Thật ra tôi sớm đã đoán được thân phận của cô rồi. Vậy có phải tôi nên khen anh một câu Mạc Tổng rất thông minh không? Kiều Nhược Tinh, em qua đây cho tôi có lời muốn nói với em. Nói cái gì? Bây giờ anh không đi tìm Diêu Khả Hân, giải cứu cô ấy từ đám phóng viên à, rồi an ủi cô ta, mời một luật sư cho cô ta. Dù sao tôi cũng sắp tố cáo cô ta rồi, tôi giúp cô ta làm cái gì? Tôi không có thời gian ở đây nghe anh nói lung tung. Tôi đi trước đây. Được. Kiều Nhược Tinh, Mạc Minh Hiên, tôi nói cho cậu biết,
Tốt nhất cậu nên tem tém cái thái độ này lại đi. Tôi không quan tâm trong đầu cậu có ý đồ gì không, nhưng hễ như cậu làm hại đến Nhược Tinh, tôi không tha cho cậu đâu. Cậu phiền lắm đấy. Tôi vẫn luôn có thái độ này, nhưng đó là trước lúc cô ấy kết hôn với cậu. Bây giờ thì khác rồi. Người có thái độ ở đây chính là bản thân cậu. Cậu có biết mẹ của Kiều Nhược Tinh chết như thế nào không? Lúc chúng tôi vào phòng bệnh, mẹ của cô ấy vẫn chưa chết. Là Kiều Nhược Tinh tận tay rút mặt nạ thở của mẹ cô ấy xuống. Cô ấy là người của cậu. Cậu nên phải biết chứ. Mạc Minh Hiên, tôi cảnh cáo cậu, đây là chuyện của tôi với cô ấy, không liên quan đến cậu. Nhưng hễ như cậu dám làm hại cô ấy, tôi sẽ lấy mạng cậu. Được thôi, vậy để tôi xem. Ai không tha cho ai. Cố tổng, anh không cần lo lắng cho phu nhân đâu. Bây giờ dư luận trên mạng đều có lợi cho cô ấy. Hơn nữa, Mạc tổng hành động rất nhanh, phu nhân sẽ không phải chịu ấm ức đâu. Không phải chứ? Liên quan gì đến chuyện của Mạc Minh Hiên đó chứ? Coi như anh ta không giúp Kiều Mộc Tinh, tôi cũng có thể tìm một đội truyền thông giúp cô ấy. Sao anh vẫn chưa đi? Anh muốn đi dạo với em. Tôi không có lý do gì đi dạo với anh hết. Nhưng anh có. Cố ảnh diễm, rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Em nói xem, lúc trước chuyện em là Nhật Mộ Phồn Tinh. Sao em không nói với anh trước? Anh còn tưởng rằng chúng ta vẫn còn gì sao? Anh có chứ? Được rồi, vậy nếu như em cảm thấy anh không có hiểu em, vậy bắt đầu từ bây giờ có cũng không muộn nhỉ? Cố ảnh diễm, anh mặt dày thật đấy. Nếu như anh không mặt dày lên, anh sợ không theo đuổi được em. Vậy như này đi, quán ở vỉa hè không được vệ sinh lắm. Vậy anh ăn của anh, tôi ăn của tôi. Hai chúng ta tốt nhất không được có bất cứ qua lại nào. Không không không, anh thấy thì thoảng ăn ở quán ăn lề đường một hai lần cũng được. Đi, anh đưa em đi. Không miễn cưỡng, không miễn cưỡng. Em muốn ăn gì anh ăn cùng em. Anh muốn ăn cái gì? Anh ăn giống em. Nếu như anh không thích ăn thì không phải miễn cưỡng đâu. Anh không cần thay đổi bản thân mình để phù hợp với sở thích của tôi. Dù sao tôi cũng sẽ không thay đổi sở thích của bản thân để làm vừa lòng với anh đâu. Đây sao có thể gọi là làm vừa lòng chứ? Anh chưa từng ăn bao giờ. Anh chỉ muốn thử món giống em ăn mà thôi. Nhưng tôi gọi một phần cho anh rồi. Lỡ như anh thử một miếng cảm thấy không thích rồi vứt đi, lãng phí lắm. Ý của em là chúng ta ăn cùng một phần. Anh thấy được đấy. Cầm đũa đi. Anh ăn trước đi. Ngon lắm. Đây không giống lời mà anh có thể nói ra. Dù sao chuyện em thích đó cũng là một sự tôn trọng đối với em. Anh còn biết tôn trọng nữa à? Đó là đương nhiên. Vì em anh có thể biết nhiều hơn nữa. Em không sao chứ? Nhìn cái gì vậy? Trên người đeo nhiều kim loại như vậy không sợ bị sét đánh sao? Vậy em muốn nghe câu trả lời hoàn hảo hay là muốn nghe câu trả lời thật? Đáp án thật là gì? Câu trả lời thật là gần chỗ chúng ta có nhiều nhà cao tầng, cho nên rất dễ bị sét đánh. Nhưng may mà bây giờ xây dựng các nhà cao tầng đều lắp đặt thiết bị thu lôi. Bọn họ sẽ dẫn dòng điện xuống đất, cho nên tỷ lệ cao là chúng ta sẽ không bị sét đánh. Không phải chứ? Em không muốn nghe câu trả lời hoàn hảo sao? Bắt buộc phải nói sao? Có chứ. Anh nghĩ lâu lắm rồi. Vậy anh nói đi. Câu trả lời hoàn hảo chính là anh muốn sống chết cùng em. Đây là đáp án hoàn hảo. Lẽ nào còn có câu trả lời nào hoàn hảo hơn sao? Câu trả lời hoàn hảo chính là xét đến sẽ đánh anh trước. Anh chết rồi tôi cũng chưa chết được. Em gọi đây là đáp án hoàn hảo sao? Đây vốn dĩ là nói cho có lệ. Con người trong tình huống nguy hiểm, chế độ bảo vệ đều là bảo vệ chính mình trước. Hơn nữa anh chỉ có thể trong tình trạng bảo vệ tối y cho mình thì mới có thể bảo vệ tốt cho em. Nhưng mà, anh đảm bảo rằng, anh sẽ sống chết cùng em. Em không về cùng anh à? Chúng ta đã ly hôn rồi. Về nhà nào đây? Hơn nữa,
Không phải anh muốn đi tìm Diêu Khả Hân sao? Không phải, có phải em hiểu lầm anh không? Hôm nay anh qua đây tìm em. Hơn nữa lúc trước anh và cô ta không muốn nghe chuyện giữa hai người. Tôi đi trước đây. Sao ngớt mưa vậy? Tôi nghe đây, Nhược Tinh cô đã đi rồi à? Bên phía Diêu Khả Hân tôi xử lý xong rồi. Sau này cô ta khó sống được trong nghề lắm. Vất vả cho anh rồi. Nhược Tinh, tôi có một chuyện làm phiền cô một chút. Anh nói đi, hôm sau là ngày giỗ tình đầu của tôi. 7 năm trước, cô ấy vì tai nạn xe mà qua đời. Cô có thể đi thăm viếng cùng tôi không? Được. Trùng hợp như vậy sao? Ngày giỗ bạn gái của Mạc Minh Hiên lại cùng với ngày mình xảy ra tai nạn. Sao thế? Tôi luôn có cảm giác có người theo dõi tôi. Chắc là thời gian trước bị mấy tên phóng viên theo dõi quen rồi. Không sao đâu, công ty đã thay cô kiện Diêu Khả Hân rồi. Cảm ơn anh. Cô ấy tên Mục Ngữ, là tình đầu của tôi. Lúc trước chúng tôi còn có một đứa con. Nhưng mà trước lúc đi sinh lại gặp tai nạn xe. Tôi thập tử nhất sinh sống lại đứa bé lại. Sau này mỗi ngày tôi đều sống trong ân hận. Tôi rất hận người lái xe đó đâm vào chúng tôi. Nhưng mà nói đến cũng rất trùng hợp. Gần đây tôi mới phát hiện ra người đâm vào xe chúng tôi chính là mẹ cô và cô. Mạc Tổng, anh đừng kích động, kích động. Từ lúc bắt đầu xảy ra tai nạn xe vào 7 năm trước, tôi vẫn luôn đợi chờ ngày hôm nay. Hóa ra chiếc súng này để lại cho cố ảnh diễm là cậu ta không cứu A Ngữ và con của tôi. Cậu ta làm cho con và vợ tôi mất đi cơ hội sống. Minh Hiên, ảnh diễm, cứu vợ tôi. Cứu vợ tôi đi. Dầu xe chảy ra khả năng sẽ bị nổ đấy. Mau chóng đi đi, ảnh diễm. Ở đấy vẫn còn một người phụ nữ. Đừng quan tâm nữa, đi đi, cứu bọn họ đi. Không sao đâu Minh Hiên, cậu đợi tôi một chút. Ảnh diễm, cứu vợ tôi đi. Cứu vợ tôi đi ảnh diễm. Cứu vợ tôi đi ảnh diễm. Tôi sớm đã nên biết hắn ta là đi cứu cô. Có điều như vậy cũng tốt. Tôi giết cô trước, rồi giết hắn sau. Hai người các người cùng nhau xuống âm phủ đi. Nhược Tinh nằm xuống. Em còn ngây ra đó làm gì? Mau cướp súng đi. Minh Hiên, cậu bình tĩnh chút có được không? Đừng động. Còn động nữa tôi sẽ giết cô ấy. Không phải, cậu bình tĩnh chút đi. Những chuyện trước đây đều là hiểu lầm. Cậu nghe tôi giải thích có được không? Hiểu lầm. Trong mắt của Cố Tổng, hai cái mạng của vợ tôi và con tôi chỉ là hiểu lầm thôi sao? Chuyện đụng xe năm đó thật sự không liên quan gì đến chuyện của mẹ Nhược Tinh. Cậu còn lừa tôi. Như này, cậu đặt súng xuống trước. Cậu nghe tôi giải thích, tôi nhặt cái tài liệu kia trước. Cậu đặt xuống trước. Mau lên. Cậu lấy lên xem đi. Năm năm trước. Em không sao chứ? Minh Hiên, chuyện này thực sự đều là hiểu lầm. Trận đụng xe năm tháng trước, mẹ của Nhược Tinh đã dừng dùng thuốc. Năm đó phát hiện cái lọ thuốc trầm cảm trên xe, cũng là người khác đặt lên đó, là có người cố ý hãm hại bà ấy, là bởi vì Kiều Húc còn có Bạch Huệ Châu, chính họ đã ra tay làm gì đó với cái xe, vậy nên mới gây ra đụng xe năm đó. Họ ở đâu? Tôi đã phái người đi tìm rồi. Đợi tìm được chứng cứ rồi sẽ giao cho phía cảnh sát, họ nhất định phải chịu trừng phạt của pháp luật, điều này cậu có thể yên tâm. Không. Tôi phải tự tay đi giải quyết bọn họ. Đợi chút đã. Vợ của cậu năm đó còn để lại cho cậu hai đứa con gái. Không phải con vẫn luôn muốn tìm ba sao? Đây chính là ba con. Ba ơi, con tên là Khả Khả. Đây là tên mà chú Cố đặt cho con. Ba ơi, sao ba lại khóc? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Năm đó biết tất cả, vậy nên phải cứu Nhược Tinh trước, là bởi vì trên đường tới đó đã thông báo nhân viên cứu người gấp. Nhân viên cứu hộ lúc đó còn đặc biệt nói không được tùy ý di chuyển phụ nữ mang thai. Trên đường đưa Mục Ngữ tới bệnh viện, vì cô ấy mất quá nhiều máu, lại còn cương quyết đòi giữ đứa bé vậy nên mới. Còn có Khả Khả, con bé sinh ra đã bị bệnh máu trắng. Có điều qua vài năm điều trị, thêm với đoạn thời gian trước làm phẫu thuật cấy ghép tủy, bây giờ đã ổn rồi. Vậy sao cậu không nói cho tôi trước chứ? Tôi phải nói trước cho cậu như nào đây? Năm đó bác sĩ người ta đặc biệt giao phó, bấy giờ cậu gặp tai nạn xe cần phải dưỡng thương trị bệnh, không được chịu đả kích, cộng thêm năm đó Khả Khả vẫn chưa hồi phục, tôi không thể cho cậu hy vọng trước xong lại làm cậu thất vọng được. Có điều bây giờ tốt rồi, hai cha con cũng đoàn tụ rồi. Xin lỗi Khả Khả, ba đến muộn rồi. Không sao ạ, chú cố đối xử với con rất tốt. Chú ấy tìm người cấy ghép xương tủy giúp con. Là Đại Minh Tinh đang hot. Là Diêu Khả Hân sao? Dạ vâng, là Diêu Khả Hân. Dì Kiều ạ, có phải là dì lại block chú cố rồi không? Lần trước lúc chú cố tới thăm cháu, rất là buồn. Cái này thì có gì mà không thể nói chứ. Vậy trước đây anh tìm Diêu Khả Hân cũng vì là để giúp Khả Khả cấy ghép xương tỷ sao? Vậy không lẽ em tưởng là sao chứ? Là quan hệ giữa người thuê với người mướn sao? Anh cho cô ấy tiền với tài nguyên, cô ấy giúp cho Khả Khả cấy ghép tủy, chỉ đơn giản vậy thôi, chứ không em tưởng là sao? Vậy trước đây hai người cứ cùng nhau đi công tác là sao? Là chú cố lén lút đến thăm cháu đó ạ. Diêu Khả Hân không biết xấu hổ, cứ muốn đi theo, chú cố thấy cô ấy rất phiền phức. Không phải, sao em lại đánh anh? Anh bảo sao em đánh anh chứ? Sao anh không nói trước cho em chứ? Anh nói với em thế nào chứ? Không phải vẫn luôn không tìm thấy cơ hội sao? Bây giờ tìm được cơ hội nói với em không phải là được rồi sao? Không lẽ em tưởng rằng người mà anh luôn thích là em? Không lẽ em thật sự cho rằng anh có gì đó với cô gái khác sao? Kiều tiểu thư, xin lỗi nhé. Được rồi, không sao. Đưa con bé về nhà đi. Không phải em vẫn giận gì chứ? Không phải là đã rõ ràng hết rồi sao? Anh cố à, miệng không chỉ sinh ra để ăn cơm không đâu. Anh có biết là nguyên nhân mà ngày trước em ly hôn với anh là vì sao chứ? Nói thì anh cũng không hiểu. Không phải, em nói anh nghe, em giải thích cho anh đi. Kiều Nhược Tinh, cô hủy hoại tôi muốn cô phải chết. Cẩn thận. Cố Ảnh Diễm, mau gọi 102. Cố Ảnh Diễm, sao anh lại ngốc như vậy chứ? Không phải anh nói bản năng của người là phải biết phản xạ bảo vệ bản thân sao? Anh làm gì vậy chứ? Vậy nên anh vẫn là thắng rồi đúng không? Phản xạ của bản thân, em có vừa lòng không? Cố Ảnh Diễm. Phu nhân, nén đau thương. Anh nói vớ vẩn gì vậy chứ? Nén đau thương cái gì chứ? Tôi vẫn chưa chết. Lâm Thư nói không sai. Chúng ta vừa mới kết hôn anh đã đi buộc gazo. Hại em tưởng là anh có vấn đề gì về sinh lý. Đưa anh đến Nam Khoa. Chúng tôi thực sự vì anh mà mất danh tiếng. Nên mặc niệm 3 phút. Không phải. Cậu cười cái khỉ gì chứ? Đi lấy thuốc. Được rồi. Mấy cái khác gác lại không nói. Bây giờ anh nên nói cho em, tại sao anh giấu em đi buộc gazo chứ? Năm đó em tai nạn xe, bác sĩ nói rồi cơ thể em chịu tổn thương nghiêm trọng, độ đàn hồi của tử cung yếu, rất khó có thai, dù có mang thai cũng dễ bị sảy. Vả lại em cũng bị dị ứng với cái bao đó. Anh cũng không thể nào không chạm vào em được. Anh thấy rằng vẫn là đi buộc gazo sẽ an toàn một chút. Chuyện lớn như vậy, sao anh không nói cho em chứ? Có gì đáng nói đâu chứ? Anh buồn ngủ rồi, anh ngủ đây, không được. Anh nói rõ cho em. Còn gì để nói rõ nữa chứ? Sao em thích cha cho tới cùng như vậy? Em hỏi thì đã sao nào? Em không hỏi thì sao biết được chứ? Anh bảo em này, sao em cứ thích hỏi này hỏi kia? Hỏi cái này vì sao? Cái kia vì sao? Rõ ràng trong lòng em biết rất rõ, rằng anh rất thích em. Sao em cứ phải bắt anh phải chính miệng thừa nhận? Em còn nhớ không? 7 năm trước chúng ta lần đầu gặp nhau. 3 năm trước thực ra anh đã có âm mưu từ lâu. Cố Tổng, Kiều Nhược Tinh tiểu thư năm nay tốt nghiệp đại học.
Em tự mình nói mà. Còn không phải là vì anh cứ nói là em chỉ có thân xác, còn não thì trống không? Không phải, lúc đó là khi cãi nhau tức giận mà nói ra, em cũng tin à, đổi lại là em. Em tự mình ở đó, gọi điện thoại cho người khác nói anh, thì rõ ràng đó là tất cả những gì trong lòng em nghĩ về anh. Từ khi nào em châm chọc anh vậy? Nè, anh đừng có chỉ nhớ những thứ không tốt về em, anh cứ luôn trách cứ em như vậy. Em còn không thừa nhận sao? Em chính miệng gọi điện thoại nói với Đường Tiếu Tiếu, anh đều nghe thấy, em còn không thừa nhận. Cố Ảnh Diễm, cái tính cách đó, anh ta có thể lấy vợ đã là may mắn của anh ta rồi. Thế sao cậu không ly hôn chứ? Nếu không phải vì anh ta có tiền với cái thân thế anh ta, tớ sớm đã ly hôn với anh ta rồi. Ôi trời, cái đó, cái đó là nói lúc hai với bạn thân với nhau thôi, thế mà anh cũng tin ạp. Vậy anh cũng nghe thấy vậy rồi sao anh không ly hôn chứ? Ly hôn gì chứ? Dù sao thì em cũng thích tiền của anh. Tiền ấy mà, anh có nhiều. Ý của anh là không thích anh mà thích tiền của anh cũng được sao? Ừ. Dù sao, em cũng không thể rời xa anh. Anh ngốc chết đi được. Không phải anh nói, Nhược Tinh, hay là đợi anh hồi phục rồi, chúng ta tái hôn được không? Bà nội ở bên này đang đợi thêm hỉ đó. Muốn tái hôn ạ? Ừ. Vậy thì phải xem biểu hiện của Cố Tổng là anh rồi. Cố lên. Ừ. Trời ạ, thật không ngờ rằng các cậu ly hôn rồi, lại xảy ra nhiều việc như vậy. Ồ, án của Kiều Húc Thăng và Bạch Huệ Chân hôm qua đã xử rồi, trực tiếp tử hình. Báo ứng của Diêu Khả Hân cũng sắp đến rồi. Hoàn Vũ và Giang Thịnh đang gây áp lực cho cô ta. Cả đời này này chắc cô ta chỉ có thể trong lao tù thôi. Đây chính là ác giả ác báo. Đúng. Dì Hạ từ trên nhìn xuống biết vậy cũng an tâm rồi. Có điều, cậu thực sự nghĩ kỹ việc tái hôn chưa? Không sợ cái tính chó của hắn ta nữa à? Tớ cũng không còn cách nào. Nếu không tái hôn nữa, tớ sợ anh ta tặng cả cái tập đoàn Giang Thịnh cho tớ mất. Người này đúng là khùng thật. Thành ý mà tớ nói rõ ràng là không phải cái này. Vậy là cái gì? Phu nhân, Cố Tổng nói trước hôn lễ còn có một phần đại lễ, còn tặng nữa. Thật sự không phải là tặng cả cái tập đoàn Giang Thành cho cậu đó chứ? Phần báo cáo kiểm tra này, Cố Tổng đến Nam Khoa kiểm tra toàn thể, mỗi mục đều không có vấn đề gì. Còn bảo cô nếu như không hiểu, hoan nghênh buổi tối ngày hôm nay đi bàn bạc thảo luận với anh ấy. Ai muốn thảo luận với anh ấy chứ? Cái này lấy ra để làm trò cười phải không? Cầm đi. Chồng ơi, tối ngày hôm nay em cũng muốn thử một chút cảm giác không xuống nổi giường. Em nói thật sao? Ừm. Vậy đi thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.